cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống tham sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá, tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi như. Ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Thank you.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, sáng nay chúng ta học tới cái phần của ngài Diệu Quang Tràng Thiên Vương được giải thoát môn là thị hiện đại bi để dứt trừ tất cả cái tràn kiêu mạn. Chúng ta thấy mỗi một cái vị chư thiên là có một cái khả năng để dứt trừ một cái gì đó của chúng sanh. Nếu như hết cái phẩm này là gần như tất cả những cái bệnh tật, những cái sai lầm mà cần phải được dứt trừ. Nếu như tất cả chúng ta mà qua một phần của một vị chư thiên, chúng ta đương vào đó chúng ta tu tập, chúng ta dứt được một cái gì đó nơi mình. Giống như bây giờ chúng ta nương vị này, theo cái năng lực của vị này mà chúng ta tu tập, chúng ta dứt được cái tâm kiêu mạn á, thì như vậy là chúng ta được gì? Được dự phần trong hội Quan Âm à. Tại cái vị này là ở trong hội Quan Âm của Đức Phật. Và giống như hôm trước giờ mình nói là giống như một tràng hoa đang kết trong cái tràng, một đóa hoa đang kết trong tràng hoa để trang trí cho cái hội Quan Âm. Cho nên trong những cái điều mà chúng ta học ở đây, các vị chư thiên đã làm cho chúng sanh. Và nếu như chúng ta là một trong những chúng sanh mà có được những cái quen thuộc như các vị chư thiên đã có, hoặc là chúng ta học vị chư thiên này, chúng ta có khả năng làm được những điều như vị chư thiên này làm, thì như vậy là cái hạnh chúng ta tương ưng với vị chư thiên đó. Có nghĩa là chúng ta đang gì? Đang ở trong cái hội Quan Âm. Thật ra là từ lúc chúng ta học để nói một vị chư thiên nào, thì chúng ta cũng rà soát lại cái công phu của mình, coi mình có dính được chút nào. Có khi chúng ta cũng tương ưng các vị này, cái khi nói tới chúng ta giật mình, chúng ta hay ra cái này mình cũng có rồi, mình làm được rồi, thì vậy là mình ở trong hội Quan Âm được. Còn nếu không là chúng ta ở không được. Chúng ta học một vị kế tiếp. Tịch tịnh cảnh thiên vương được giải thoát môn, điều phục tâm sân hại của tất cả thế gian. Đây này cũng là một cái người mà có cái năng lực lớn đó. Thật ra muốn điều phục được cái tâm sân hận và cái sự xâm hại của chúng sanh rất rất là khó, chứ không phải dễ. Ngay cả bản thân mình bây giờ, mỗi khi mà chúng ta sân hận lên, chúng ta điều phục cũng dễ không? Khó lắm.
mình có một cái điều gì bất như ý là mình không có khả năng để kiềm chế được cái tâm sân hận của mình. Và khi chúng ta sân hận rồi, cái việc mà nghĩ tới phải hãm hại người khác là gần như nó cũng sẽ theo đó mà sinh khởi. Do vậy cái sân hận và cái sân hại là hai cái này dễ xảy ra nơi lòng của chúng ta khi chúng ta gặp được những điều bất như ý. Nhưng mà vị chư thiên này, mỗi khi mà chúng sanh có điều này thì Ngài lại có được cái khả năng đó. Tức vị chư thiên này có khả năng đó, điều phục được cái sân hận, cái sân hại của chúng ta. Do đó nếu mà tất cả chúng ta có cái khởi nghĩ sân hận mà chúng ta điều phục được và hóa giải được cái tâm sân hận, cái sân hại của chính mình, thì như vậy là chúng ta tương ưng với cái hạnh tu của Ngài Tịch Tịnh Cảnh Thiên Vương. Hay nói khác hơn là chúng ta cũng được cái sự gia trì hộ niệm của Ngài, được cái sự trợ lực của Ngài Tịch Tịnh Cảnh Thiên Vương, mà chúng ta hóa giải được cái sân hại của mình. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên có những cái hạnh tu mà gần như các vị Bồ Tát cũng đã tu, các vị chư thiên cũng đã tu. Và sau khi các vị Bồ Tát, các vị chư thiên đã tu rồi thì các ngài lại có cái hành để có thể trợ lực giúp cho tất cả chúng sanh khác cũng đạt được những cái cảnh giới như mình đã đạt. Ngài Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương được giải thoát môn, tùy sự nghĩ nhớ điều đến phó hội nơi đạo tràng của vô biên chư Phật mười phương. Là một người lại có một cái điều năng lực rất là lớn nữa, tức là ngày này có cái khả năng đó là tùy cái sự nghĩ nhớ của chúng sanh mà ngài có khả năng trợ lực phó hội cho tất cả các đạo tràng của chư Phật mười phương. Vị này giống như ủng hộ đạo tràng vậy, nhưng mà chúng sanh có được cái sự nghĩ nhớ tới cái việc tu học cái đạo tràng của chư Phật thì ngài có khả năng trợ lực, giúp đỡ, khuyến khích, cũng như có một cái tác động để có thể đưa đẩy chúng ta tới cái đạo tràng của chư Phật mười phương. Đây là một cái điều thể hiện cái việc mà ủng hộ, phò trì các đạo tràng của chư Phật. Hoa Quang Huệ Thiên Vương được giải thoát môn, tùy tâm niệm của chúng sanh khắp hiện thành chánh giác. Này là cái cực kỳ khó khăn. Bây giờ đối với mình á, cái mình có chuyện gì cái chúng ta tác ý, chúng ta cầu Phật, hoặc là thậm chí có những người quá yêu quý Đức Phật đi, mình cũng lại Phật, mình cầu xin Đức Phật là thương xót con, cho con một lần được thấy Phật. Nhưng mà chúng ta từ trước giờ có ai thấy Phật nữa không? Không thấy không? Nhưng vị Bồ Tát này có một cái điều đặc biệt là gì? Có một cái khả năng để hiện cho khắp tất cả chúng sanh thành chánh giác, tùy tâm niệm của mình mà ngài hiện cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật. Như vậy mình nói cái chuyện này nó giống như một cái gì đó nó không có thực tế. Tại vì muốn hiện cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác phải là Đức Phật, chư thiên làm sao có khả năng làm được điều này. Thấy chưa? Hoặc là từ trước giờ rõ ràng là mình đã có cái tâm cũng thiết tha mong cầu để thấy một người chứng đạo trong cõi mình, nhưng mình chưa từng thấy được lần nào hết. Trong lịch sử nhân loại mấy ngàn năm mới có một vị Phật mà thuộc về quá khứ rồi, hiện tại này mình thấy nó hỏi chưa bao lời, giờ mình có một lần gọi là mộng thấy nữa, không? Mộng thấy rồi không thấy được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái gì. Vậy mà vị chư thiên này có khả năng là khắp hiện thành chánh giác luôn, hiện khắp chứ không phải hiện một nơi một chỗ nữa, mà đã hiện khắp tức là chỗ ta đã có, phải không? Hiện khắp thì khắp pháp giới mười phương chỗ nào cũng hiện thành chánh đẳng chánh giác hết. Nhưng tại sao mình thấy không được? Thì vậy là vị này có hiện hay là không có hiện? Có không? Có hay sao mình không thấy? Nó có hai trường hợp, là một là người này không có hiện cho nên mình không thấy,
Trường hợp thứ hai là vị này thật sự có hiện nhưng mà mình thấy không được. Vậy là trường hợp nào? Thật sự ở khắp pháp giới mười phương này, nhưng mà nói là nhất chân pháp giới, tức là thể hiện cái chân như tuyệt đối ở khắp pháp giới mười phương này, không phút giây nào cái chân như tuyệt đối đó bị lặn mất. Không có. Nhưng mà vì cái nghiệp của mình chưa bao giờ mình ra khỏi cái sự so đo toan tính, nghĩ suy, phân biệt. Chúng ta có ai ra khỏi chỗ này chưa? Chưa, chúng ta chưa ra khỏi chỗ này thì chính cái so đo, cái phân biệt, cái tính toan, cái vọng động của chính mình, nó là cái gì? Nó là cái thành quách để che chắn cái sự thật luôn hiển hiện từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Thật ra nếu chúng ta dẹp hết được cái so đo, cái tính toán, cái nghĩ suy, cái vọng động, cái bất an của chính mình, chúng ta ra khỏi cái thấy biết bằng căn trần, để chúng ta thấy biết mà không phải là căn trần một lần trong cuộc đời mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy rằng cái ông chư thiên này đã hiện thành chánh giác lâu lắm rồi, chờ cho mình thấy một lần mà tại mình không chịu thấy. Ông cũng chờ mình mòn mỏi lắm rồi đó nha. Đã chư Phật chư Bồ Tát nó chờ mình mòn mỏi rồi, nó trải qua vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp rồi, nó hiện cái tướng chánh đẳng chánh giác khắp mọi nơi mọi chỗ rồi, nhưng mà mình lại không chịu thấy, mình vẫn nhắm mắt nằm đó. Không, chúng ta đi khắp trong tam giới này mà chúng ta chưa bao giờ mở cái tuệ nhãn của mình ra để mình thấy sự thật, mình chỉ thấy bằng cái nhục nhãn thôi. Thấy bằng nhục nhãn thì không thể thấy được cái chánh giác của chư Phật chư Đại Bồ Tát được đó. Cho nên là không phải là chuyện đó không có. Giống như có rất là nhiều cái người Phật tử ở khắp nơi trên thế giới này, chứ không phải riêng đất nước chúng ta, có những cái mẫu chuyện rất là linh thiêng mà khi niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm họ được rất là nhiều điều, nhưng tới mình niệm hoài không được. Nói tôi cũng niệm Ngài Quán Thế Âm mấy chục năm rồi không được. Nhưng giống như hồi trước chúng tôi có kể, chúng tôi kể trong cái bài giảng mà năng lực của Bồ Tát Quán Thế Âm á, có rất là nhiều cái mẫu chuyện của người Việt Nam ở chúng ta. Một cái mẫu chuyện mà có một người đi vượt biên, cô này năm nay cô mất rồi, còn một thầy em ruột của cổ đang tu ở Thiền Viện Thường Chiếu. Thì cô là một người có gia đình, có ba đứa con. Sau 75 thì gia đình cũng có cái ý muốn đi nước ngoài. Thì gặp những cái người mà giống như họ làm mối, họ dẫn dắt đi như vậy. Thì đóng mỗi người mấy cây vàng đó, thì gia đình cũng có tiền, đóng tiền xong được đưa từ tàu nhỏ ra tàu lớn. Thì khi đưa thì cũng đưa ra tới tàu thiệt. Nhưng mà vừa tối cô này cô thấy là ông kia cũng xách cây, ông đập đầu ông chồng ngã ra chết, giết chết ông chồng của cổ, rồi giết chết ba đứa con nhỏ của cổ nữa, đánh cho tới cổ ngất mới quăng xuống biển luôn. Tức là có chứng kiến cái cảnh mà giết chồng giết con rồi mà tới bản thân của cổ. Thì lúc đó cũng được quăng xuống, nhưng mà hai cái tay bám thành tàu, nhưng mà nó lấy cái cây nó tiếp tục nó đập nát cái bàn tay để cổ rớt xuống biển luôn. Thì một điều rất kỳ lạ là cô này rớt xuống biển cổ lại không chìm. Không chìm. Cô là một Phật tử, đệ tử của Hòa Thượng Chùa Huệ Nghiêm. Việc này mấy thầy mà lớn lớn của các thiền viện có lẽ biết. Cô pháp danh là Huệ Trí. Sau này hình như cô có biết cái quyển đó. Như vậy là cổ nó trôi liều biều trên mặt nước. Vừa rớt xuống cổ không chìm, nhưng mà hồi mệt đuối quá đó, thì cổ thấy người cổ bắt đầu mới ngắm xuống. Người cổ bắt đầu có ngắm xuống thì cổ lấy cái quần, cổ bắt đầu cột cái ống quần của mình, rồi lấy cái lưng quần úp xuống,
úp xuống nó tạo thành giống giống như cái phao của cột ngang dây lưng, cái cổ gối, cái đầu có thả nổi như vậy. Như vậy là trải qua hình như là 2 ngày 2 đêm dưới biển. Nhưng mà cổ liên tục, có nghĩa là từ cái lúc mà cổ bị đánh, cổ kể lại từ lúc bị đánh cho tới khi rớt xuống biển á, là cổ liên tục niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm. Cổ niệm đến độ cổ thấy rõ ràng là Ngài Quán Thế Âm hiện ra rồi phóng hào quang xuống người với cổ. Cho nên là từ đó sao cổ nổi riết, cổ không có chìm. Nó trôi dạt từ cái phía biển phía bên Hậu Giang đó mà trôi dạt qua tới Bến Tre. Thì một số người đi tàu ban đêm tự nhiên thấy ánh sáng dưới sông, sáng mập mờ thôi, và nghe cái tiếng kêu cứu. Trải qua hình như là 60 mấy tiếng đồng hồ gì ở dưới biển đó. Thì cuối cùng chiếc tàu đó cứu cổ lên. Và cái sự kiện đó thì cuối cùng đem ra cũng có thưa kiện, cũng có xử trong khoảng năm 1980 mấy người đó bị bắt đó. Mấy người mà gạt gia đình, giết gia đình còn cũng bị bắt. Thì sau đó cũng kể cái chuyện đó rất là huyền thoại. Cái chuyện năm 80 mấy mà đem ra kể chuyện đó trước tòa này nó ra kia là cái chuyện rất là huyền thoại. Nhưng mà đó là một cái sự thật. Người xuống biển mà không chìm, được Phật Quán Thế Âm cứu. Thì cô kể chuyện đó cũng rất là nhiều người nghe. Chuyện thứ hai là nó có dính tới cái chùa của mình, tức là cái tháp Hòa Thượng Khai Sơn ở đây á. Lúc đó thì tôi gặp cái bác Trần Bá Biện. Bác Trần Bá Biện là người trang trí nội thất của Dinh Độc Lập. Vẻ bên ngoài là ông Ngô Viết Thụ, nhưng mà bên nội, trong nội thất là ông Trần Bá Biện. Thì sau khi xây xong cái nội thất của Dinh Độc Lập thì ông và 40 người thợ hồ được dự một bữa tiệc rất là ngon. Ăn một bữa tiệc rất là linh đình. Và được đưa đi vào đường hầm, mà đường hầm đó là ổng xây cho nên ổng biết ổng đi đâu về đâu rồi. Đường hầm rất là hẹp, bề ngang chừng 5 tấc, là chỉ có cái đường đi tới thôi, không có đi lui. Thì 40 người vừa xuống hết đường hầm nghe đóng cái rầm một cái là ổng biết rồi, cuộc đời cả như xong. Nhưng ông cũng không phải là Phật tử gì, nhưng mà ông nhớ hồi nhỏ đụng chuyện gì mẹ ông cũng niệm Ngài Quán Thế Âm hết á. Cho nên bây giờ ông nhắm mắt lại, ông cứ niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông niệm một hồi cái ông nghe trong cái số 40 người bạn của ông rớt cái đùng xuống la cái á lên cái giải dân nước một hồi là hết nhúc nhích. Tức là rớt xuống thầm axit rã xương liền. Axit đó là ông tự tạo ra, ông biết cái hầm đó là hầm gì. Và chỉ có con đường độc nhất là đi xuống hầm đó thôi, chứ không có con đường thứ hai, và không có cái vách nào, không có cái ổ khóa nào để có thể thoát ra được hết á. Ông cứ đi tới, ông cứ niệm hiện hộ nghe rất cái ầm la cái á lên cái là cái gì im ru, rất cái ầm la cái á lên im ru là ông đếm rõ ràng là đúng 40 ông rồi, ông là người thứ 41. Mà ông đi hoài sao nó không tới. Ông không tới thì ông cũng không trông gì, ông cứ nhất tâm muốn niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì vậy là khi đụng cái rầm, nó không thấy cái hầm nước, mà ông mở mắt ra ngay cái cổng nhà của mình. Chuyện này nói thì nó giống như là một cái chuyện huyền thoại thiệt. Thì lúc đó là trước năm 1975, cho nên ông kêu gia đình mở cửa và bắt đầu làm lễ tang cho ông liền tại chỗ. Ông ẩn luôn cho tới qua 75 mới xuất hiện. Vì lúc ông tới đây là ông đã 70 mấy tuổi rồi. Thì khi ông vẽ cái tháp, vẽ mô hình cái tháp thì buồn buồn ngồi chơi, thì tôi mới hỏi giả bộ phỏng vấn chơi, bác năm nay gần 80 tuổi rồi, sao khí sắc tươi nhuận rồi, thấy sức khỏe bác tốt, bác còn minh mẫn thì có những chuyện gì đặc biệt trong đời bác kể nghe thử. Và ông kể câu chuyện này. Thật ra chúng ta thấy là khi mình niệm Ngài Quán Thế Âm á, mà có cái năng lực này. Cho nên nói nếu mà Ngài Quán Thế Âm cứu độ ở cái cõi trần của chúng ta thì lại có người nhận được, có người không nhận được. Mà nhận được toàn là những cái chuyện mà kể ra chúng ta tưởng tượng như đó là một chuyện huyền thoại. Thấy chưa? Thì như vậy là
nếu mà nói tới cái vị này là vị này chắc chắn là tin có cái sự cứu độ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mình nếu như bỏ ra 7 ngày 7 đêm mà mình niệm thì chắc chắn là mình không tin. Cũng như trước đây cũng có một cái lần có một cô Phật tử cổ bị tù quan, như nằm ở đường Hùng Vương là phải, ở quận 5 á. Thì sau khi ra tù cổ có ra cổ gặp, tại trước đó cổ có gặp tôi rồi, tự nhiên cái cổ vắng mấy tháng tôi không thấy cô tới chùa. Không biết là cái thời mà năm 90 mấy là ví dụ bán mấy cái tiệm điện thoại lẻ lẻ đó, không biết sao mà bị bắt vô tù, tôi cũng chẳng có hiểu nữa. Cô hình như pháp danh là Hoa Huệ là phải. Thì cổ kể là cổ bị bắt vô trong đó, và trước khi bị nhốt trong tù là tòa kêu án tới 10 mấy 20 năm gì đó. Thì cổ tức lắm, bị quan cổ tức thì cổ khóc riết. Khóc 3 ngày 3 đêm nó tỉnh lại. Tỉnh lại thì tự nhiên gần như nó có một cái sự khai thị nào ở đâu đó, nhắc nhở với cô là vô đây á mà muốn thoát ra được thì nên tu tập, nên niệm danh hiệu Quán Thế Âm, với mắc gì phải khóc để cho đau khổ. Cổ tỉnh. Tỉnh bắt đầu ngồi niệm danh hiệu Quán Thế Âm. Đưa cơm cổ cũng chẳng có thèm ăn luôn. Cơm tù không thèm ăn nữa, giờ nhất tâm niệm ngày Quán Thế Âm. Có niệm ngày thứ nhất, ngày thứ hai có thấy người cổ tỉnh, cổ khỏe ra, không còn buồn, không còn khổ, không còn gì nữa, mà gần như cổ chỉ biết cái danh hiệu Quán Thế Âm thôi, cổ cũng quên cổ ở trong tù. Như vậy là chưa tới 3 ngày 3 đêm tự nhiên có người tháo mời cổ ra tù và đưa một cái giấy gọi là cái gì đó giống như bị xử quan gì đó, cổ ra không có bị án treo, không có xử lại mà còn có lời xin lỗi, còn thường tiền có mấy trăm triệu nữa. Đó là cái chuyện để chúng ta thấy là có những cái việc linh ứng, mà thực sự linh ứng với ai và người đó làm như thế nào mới đạt được sự linh ứng này. Cũng như là cái vị chư thiên này cũng đã hiện thành chánh giác, tức là đã hiện một chúng sanh tu tập để chứng thành Phật trước mặt của khắp tất cả chúng sanh rồi. Chung quanh cái đời sống chúng ta gần như cái chuyện đó có xảy ra. Có những cái đời sống giác ngộ giải thoát thật sự, có cái khả năng chuyên sâu thành đạo thật sự, nhưng mà chúng ta không có đủ cái phước để chúng ta có thể thấy được vị này, để có thể nhận được cái cảnh vô thượng chánh đẳng chánh giác lần nào trong đời của mình hết. Thì đó không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra, không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra, chuyện đó có, nhưng mà chúng ta chưa đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên để chúng ta thấy được điều này. Như vậy là không phải trách ông chư thiên này, ông nói tới có hiện rồi, có cãi nữa cũng cãi không được, tại ông hiện lâu lắm rồi. Nhưng mà có điều là mình chưa có mở mắt ra để thấy được cái điều đó thôi. Tất cả những cái việc mà nói lên cảnh giới chư Phật thanh tịnh rồi, không có gò nỏng rồi, cái thế giới đó là toàn là những bậc thượng thiện căn để thể hiện ở chỗ này chỗ kia chỗ nọ, và hiện ở khắp pháp giới chúng sanh như vậy. Nhưng mình vẫn luôn thấy cái thế gian này là đau khổ, đúng không? Mình luôn thấy thế gian này là cái gì đó nó không có thật, cái gì đó nó giả dối theo cái kiểu thấy của mình, cái kiểu mà học Phật của mình thấy ở chừng đó thôi, cho mình chưa có thoát ra khỏi cái kiến thức của phàm. Mà trí tuệ cũng như công phu chúng ta chưa thoát khỏi cõi phàm, mà chúng ta muốn thấy ông Phật có thấy được không? Khó lắm. Do đó muốn thấy được những cảnh giới Phật thật sự thì chúng ta cũng phải công phu để chúng ta tương tầm với cảnh giới này, tương ưng với cảnh giới này chúng ta mới thấy được. Cho nên tất cả mọi cái đều phải thể hiện một cái đời sống đạo lý thực sự xảy ra trong đời của mình. Có những cái tại sao người ta có mình không có, người ta được mình không được, nhưng bằng cái tâm phàm phu của mình lại ganh tị người đó được cũng vậy mà tại sao mình không được cũng vậy. Phật không có công bằng, Phật thương người kia không thương tôi. Thường là chúng sanh hay có cái so đo đó. Nhưng mà càng so đo thì chúng ta càng gì? Càng bị mù mịt. Chừng nào chúng ta hết đi cái tâm so đo tính toán hơn thiệt đó thì hy vọng là chúng ta sẽ mở cái mắt huệ của mình, chúng ta sẽ thấy nhiều điều vi diệu ở trong Phật đạo. Thì ra cái cảnh này ví dụ như hồi đầu chúng ta nói là cái lâu đài Tỳ Lô Giá Na của Đức Phật
đã được cái sự trang trí với tất cả những cái đức hạnh tu hành của tất cả chư đại Bồ Tát, các vị Long Thiên, các vị thần, vân vân. Và lâu đài đó được Đức Phật diễn tả là nó đã trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thì vậy là lâu đài đó đang trùm chúng ta, chúng ta đang ở trong lâu đài đó rồi, nhưng mà giờ này chúng ta chưa thấy, chưa có mở mắt để thấy lâu đài đó như thế nào. Chúng ta thấy chỉ thấy cái nhà của mình đang ngồi thôi, chứ mình không thấy lâu đài, cái hoa tạng pháp giới Tỳ Lô Giá Na của Đức Phật. Đến một lúc nào đó chúng ta công phu tốt, chúng ta được một số điều giống như các vị chư thiên này đã được, thì hy vọng là chúng ta thấy được một cái góc góc nào đó trong cái lâu đài của Đức Phật. Chúng ta có được tất cả những cái mà chư thiên từ trước giờ có, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy trọn vẹn cái lâu đài của Đức Phật. Thật ra là đây là những cái đóa hoa, những cái tràng hoa, những cái gì để trang trí hình thành cái lâu đài của Đức Phật. Nhân Đà La Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát môn, oai lực tự tại lớn vào khắp tất cả thế gian. Cái vị này có một cái năng lực lớn là gì? Ở thế gian chỗ nào Ngài cũng có khả năng tới lui một cách tự tại. Thì giống như cái vị tự tại hồi sáng vậy đó. Như vậy là trong sinh tử muôn vạn kiếp của chúng sanh, chỗ nào Ngài muốn tới thì tới, chỗ nào Ngài muốn đi thì đi. Công phu này là cũng phải đạt tới một cái đỉnh điểm rất là cao, tức là cái khả năng tự tại ra vào trong tam giới này. Thành chúng sanh nào Ngài cũng có thể thành được, tới cái cõi nào Ngài cũng có thể tới được. Là đó là cái khả năng tự tại giải thoát của Ngài, đi vào khắp tất cả thế gian không có chỗ nào ngăn ngại. Lúc đó tự tại Thiên Vương thường oai lực của Phật quan sát khắp tất cả tha hóa tự tại thiên, rồi nói kể rằng: Phật thân cùng khắp đồng pháp giới, khắp ứng chúng sanh đều hiện tiền, các thứ giáo môn thường giải trao, nơi pháp tự tại hay khai ngộ. Như là cái điều tán Phật mà lâu nay chúng ta cũng nghe thường, tức là cái thân của Đức Phật thì cùng khắp pháp giới, không có cái chỗ nào không có thân Phật. Thì như vậy là chỗ của chúng ta đang ngồi có thân Phật không? Có. Chỗ chúng ta đang ngồi là Đức Phật cũng đang hiện thân ở đây. Đức Phật đang hiện thân khắp tất cả các nơi chốn. Đức Phật hiện thân làm những cái vị Phật mà chúng ta lễ lại. Cho nên từ cái hình tượng Phật cho tới cái những cái tướng gì đó của Đức Phật khắp tất cả các nơi các chốn chúng ta lễ lại, là gần như chúng ta đã được lễ lại Phật. Nếu mà chúng ta đủ cái lòng thành và sự tôn kính đó, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta được đang đích thân hiện thân trước Đức Phật để lễ dưới chân Phật. Rõ ràng Đức Phật không chỗ nào không có, nhưng mà chúng ta không có đủ cái mắt để chúng ta có thể thấy được điều này. Tức là cái điều thứ hai mới là gây là khắp ứng chúng sanh đều hiện tiền. Tức là ngoài cái thân của Đức Phật đã đồng với pháp giới này rồi, tức là khắp pháp giới này từ cái ngọn cây, cái ngọn cỏ nơi đó có Đức Phật hiện, từng những cái khoảng rộng ở hư không này cũng có thân Đức Phật hiện. Nhưng một điều là Đức Phật khắp ứng chúng sanh để hiện tiền, đó mới là ghê. Nếu một chúng sanh nào muốn được thấy Phật thì Đức Phật hiện, Đức Phật ứng hiện, hiện tiền để cho chúng sanh đó thấy, hoặc là ứng hiện thành Phật để độ sanh. À, lúc nào Đức Phật cũng có cái khả năng này, có năng lực này. Có ví dụ như cái cõi chúng ta mà muốn có Đức Phật xuất hiện thì vậy là một ứng quá thân Đức Phật tới đây tu hành thành Phật để độ sanh liền. Tức là không có cái cõi nào mà Đức Phật không ứng hiện, hiện tiền ra để độ chúng sanh cả. Ví dụ như từ đây ngay khoảnh khắc này chúng ta đang ngồi trong cái đạo tràng thanh tịnh. Nếu chúng ta thực sự đã rơi rụng tất cả những cái nghiệp tập phiền não của chính mình, chúng ta rơi rụng được cái ngã chấp riêng tư của chính mình, thì trong cái khoảnh khắc hiện tiền này chúng ta hoàn toàn rỗng lặng. Thấy chưa? Khi mà chúng ta rỗng lặng rồi, bắt đầu chúng ta tiếp tục đi sâu vào sự rỗng lặng đó. Chúng ta thả lỏng toàn thân tâm của mình để mình không còn có cái thấy rằng mình đang ngồi ở đây nữa. Mình không phải là người đang ngồi ở đây, mình không phải là cái hiện hữu của cái thân này.
Thì vậy là chúng ta đã bắt đầu tới cái trạng thái rỗng lặng, nhưng mà cái rỗng lặng này không phải là của thân mình. Cái rỗng lặng này cũng không phải là cái tâm mình, không phải là cái nhận biết của mình. Thì vậy là chúng ta sẽ tới một cái biết mà không phải mình ở đây. Biết mà không phải mình, biết không có quen thuộc giống như từ trước đến giờ. Cái biết này hoàn toàn mới. Biết này nó không có dính gì tới cái thân, không có dính gì cái tâm. Nó đang biết thân tâm ngồi đây. Và cái biết này nó không phải ở chỗ này, mà cái biết này là cái biết khắp. Chúng ta biết cái sinh hoạt ở tại đây như thế nào, thì cái biết đó ở khắp pháp giới nó cũng đang rõ biết như vậy. Không có sai khác trong cái hay biết này. Vậy là một phen chúng ta hay biết mà không còn xài thân căn ngũ uẩn nữa, thì vậy là chúng ta sẽ biết được, chúng ta sẽ hiểu được là Phật thân cùng khắp đồng pháp giới như thế nào. Khoảnh khắc đó chúng ta sẽ biết. Hoặc là khắp ứng chúng sanh đều hiện tiền ra làm sao. Nếu chúng ta thực sự rớt vào cái trạng thái mà biết khắp, cái hay biết khắp hiện hữu ở tại đây, và chúng ta chỉ thuần cái sự hay biết đó thôi, thì chúng ta mới thấy rằng là mình có mặt trên từng cái khóm hoa này, từng cái cành nhỏ của lá non lá già, từng cái khoảng kẽ hở của các cái cành hoa này, tất cả những cái khoảng hư không này hiện cái hay biết hiện tiền của chính mình. Bây giờ mình biết thân tâm mình đang ngồi đó như thế nào, thì cái biết nó đang hiện trên cây cỏ lá hoa giống như vậy, không khác nhau. Không phải dùng cái từ giống mà đồng nhau, như nhau, không hề có một cái sự sai khác. Và không phải trong hội trường này mà ở khắp nơi, khắp pháp giới, chúng ta đồng một lượt rõ biết như thế. Thì vậy là cái một lượt rõ biết khắp nơi như vậy, nhưng mà mình rõ ràng mình không phải ở đây là trung tâm, mà tất cả các nơi đều là trung tâm thấy biết của chính mình. Cho nên tất cả những cái động dụng của khắp pháp giới chúng sanh làm cái gì, chúng ta một lượt rõ biết hết. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái câu là Phật thân cùng khắp đồng pháp giới là cái gì. Tất cả hư không vũ trụ mà một phen nó trở thành mình, thì lúc đó chúng ta mới biết. Và khi đó thì rõ ràng là cái quả đất của chúng ta nhỏ như hạt cát thiệt á. Chúng ta cũng thấy rất rõ cái quả đất này đang vận hành trong cái không gian mênh mông như bây giờ. Bây giờ chúng ta chưa ra khỏi tâm thức thì không gian này là mênh mông, nhưng tới khi đó rồi thì cái không gian này nó không còn mênh mông của chính mình, nó là cái gì đó rất là nhỏ được chúng ta nhận biết. Tới chừng đó rồi mình không phải là cái nhỏ nhiệm đang ngồi ở đây. Mình nghe mà mình hiểu gì ở đâu á, không? Nghe mà giống như cái chuyện mình đang đi cõi nào chứ không ngồi ở cái cõi này nữa. Nhưng mà chưa vô cái cõi giới quan nghiêm được, đi lang thang bên ngoài. Các thứ giáo môn thường dạy trao nơi pháp tự tại hay khai ngộ. Tức là khi mà Đức Phật đã hiện ở trong thế giới này mà thành Phật rồi, thì Đức Phật đã từng dạy, đã từng trao gửi cái giáo pháp giác ngộ giải thoát cho khắp chúng sanh nghe rồi. Chỉ có điều là chúng ta không có đủ cái sức để chúng ta học. Ở đây thì chúng ta bắt đầu chúng ta học những cái ngôn ngữ, không? Những cái loại ngôn ngữ rất là thường của cái người thường nói. Nhưng khi chúng ta ở trong cái cảnh giới đó rồi, chúng ta không có nghe ngôn ngữ giống như bây giờ. Nếu mà chúng ta thật sự nói được như hồi nãy giờ chúng ta nói, phải không? Chúng ta thành hư không này, chúng ta thành vũ trụ này, chúng ta thành trời đất trăng sao, chúng ta thành tất cả những cây cỏ lá hoa, chúng ta đã thành pháp giới rồi. Thì lúc đó chúng ta nhận biết tất cả những ngôn ngữ của chư Phật không phải là ngôn ngữ tiếng Việt nữa. Không nói bằng tiếng Việt, không nói bằng tiếng Anh, không phải là cái ngôn ngữ của một người phàm, mà là một loại ngôn ngữ thật đặc biệt. Những ngôn ngữ đó là gần như thấu, nghe tới đâu là thấu suốt tới đó, nghe tới đâu là tan biến, để hòa nhập tới đó, chứ không có phải là nghe để hiểu, để mà tu giống như bây giờ. Thế gian chỗ có các điều vui, thánh tịch diệt lạc là hơn hết. Trụ trong pháp tánh lớn mênh mông, diệu nhãn thiên vương quan sát thấy. Những cái điều này là ngài diệu nhãn thấy, thấy rõ ràng thế gian là cái chỗ có các điều vui, giống như sáng mình nói vậy đó. Cái vui đó thì vị này có khả năng khiến cho chúng sanh từ cái vui thế gian chuyển thành cái vui của thánh hiền, như hồi sáng thì chúng ta đã học. Và làm cho chúng sanh trụ trong pháp tánh lớn mênh mông.
trụ trong cái vui của thánh hiền, trụ trong cái pháp tánh lớn mênh mông. Thì đây là một cái vị Bồ Tát mà lớn, có khả năng làm cho chúng sanh nhận được cái thánh vị của chính mình, tu tập để đạt được thánh vị và an trú trong cái cảnh giới mênh mông của pháp tánh, là Diệu Nhãn Thiên Vương đã quan sát, đã thấy được điều đó và làm được điều đó. Như Lai xuất hiện khắp mười phương, theo tâm chúng sanh mà thuyết pháp, tất cả lòng nghi đều dứt trừ, Diệu Tràng Thiên Vương được giải thoát. Đó thì vậy là Ngài tiếp tục giống như trước, là Như Lai xuất hiện ở khắp mười phương, không phải một nơi một chỗ. Tùy theo tâm chúng sanh mà thuyết pháp cho họ nghe, tất cả những lòng nghi đều được dứt trừ. Chúng ta có nhận được cái lời thuyết pháp Đức Phật để chúng ta dứt trừ lòng nghi chưa? Chưa không? Vậy là Phật hiện chỗ nào chứ không hiện trong tâm của mình. Nhưng mà có hiện ở trong đạo tràng này không? Có hiện ở chỗ chúng ta đang ngồi. Đức Phật đang hiện thuyết pháp cho chúng ta nghe mà chúng ta bị gì á, miếng mà nghe không nổi. Cho nên cái nghi của chúng ta nó chưa có dứt. Tại khắp pháp giới mười phương, chỗ nào Phật cũng hiện, và không có lúc nào Đức Phật không thuyết pháp cho chúng sanh nghe, và tất cả những nghi ngờ của chúng sanh đều dứt trừ. Thì cái vị Diệu Tràng Thiên Vương này được cái môn đó, thấy được cái môn đó. Vậy là người nào mà được cái này sẽ cảm nhận được cái từ tâm của Đức Phật tuôn rải khắp pháp giới mười phương, luôn hiển hiện khắp pháp giới mười phương, luôn thuyết pháp khắp pháp giới mười phương, chưa có một lần dừng dứt. Như hôm trước mình nói là cái hội Hoa Nghiêm vẫn còn sao? Vẫn còn đang diễn thuyết cho Đức Phật chưa có dừng. Hội Pháp Hoa cũng vậy, Đức Phật đang thuyết chưa dừng. Nếu chúng ta đủ cái tầm, đủ cái khả năng để chúng ta nhập vào cái đại định thực sự của Đại Thừa, thì chúng ta rõ ràng là thấy Đức Phật đang thuyết pháp rất sống động. Chúng ta nhận được tất cả bài pháp của tất cả chư Phật mười phương thuyết một lượt rất là sống động và không bao giờ mất. Luôn luôn vẫn còn vang vọng khắp pháp giới mười phương là chưa mất một lời. Tất cả những lời của chư Phật thuyết từ ngàn xưa chưa mất lời nào cả. Và một lần chúng ta đến đây được thì chúng ta mới thấy rõ ràng những cái câu nói này là những câu nói thật. Và bây giờ mình nghĩ là trên mặt thực tế khoa học mà mình hiểu theo cái đầu của mình á, thì mình vừa nói một tiếng cái đây mất tiêu. Đúng không? Vừa nói cái tôi ngưng cái bắt đầu những âm thanh này mất liền. Thì vậy là mình thấy rõ ràng tiếng nói vừa vang ra mất mà. Như vậy là nói Đức Phật bây giờ còn thuyết pháp thì sao mình tin? Đức Phật tịch cách đây mấy ngàn năm mà nói giờ còn thuyết pháp, nói chuyện phi khoa học. Nhưng mà thực sự phải vượt qua cái đầu của mấy ông khoa học mới hiểu nổi điều này. Khoa học chỉ là cái gì cân đo đong đếm được thôi. Nhưng mà đến những cảnh giới nó vượt ngoài cái vật lý thì khoa học không có đủ tầm để cân đo đong đếm. Khi nào mà chúng ta đã vượt ra cái thân vật chất chúng ta rồi thì khoa học không đo được mình là ai. Thật ra khi mà muốn hiểu được những cái điều nó vượt ra ngoài vật lý thì chúng ta phải tới một cái tầng tâm ở ngoài vật lý hoàn toàn. Và khi chúng ta ở cái tầng tâm ngoài vật lý, chúng ta mới thấy rằng tất cả những cái gì nó đã có từ ngàn xưa cho tới bây giờ không mất một mảy may. Tất cả những chuyện đúng sai của chúng ta hằng hà sa số kiếp được hư không này lưu trữ. Khắp hư không này là cái chuyện chúng ta làm từ hồi nhỏ tới giờ gần như là chưa mất miếng nào. Chúng ta nghĩ những chuyện tốt, chuyện xấu gì ở nơi tâm của mình thôi. Mình nghĩ là cái chuyện đó tôi nghĩ ai biết, nhưng mà thật sự là còn nguyên. Cho tới một cái ngày chúng ta nghĩ là cái nghĩ này nó thuộc về vật chất, cho đến một ngày là khoa học có khả năng làm được điều này. Bây giờ thì khoa học cũng đã tiến bộ tới một cái tầng là đo được sóng não và điều khiển mình rồi đó, liệu hồn. Có nghĩa là nó bắt được sóng não và nó điều khiển chúng ta làm cái việc theo cái máy rồi đó nha. Bây giờ khoa học có khả năng tới đây rồi, khiến chúng ta sẽ nói những điều mà họ muốn nghe. Và máy đó nếu mà đặt chúng ta gắn lên người chúng ta là chúng ta sẽ nói tất cả những điều mà họ muốn nghe. Khả năng điều khiển như vậy rồi. Nhưng nó chỉ bắt ngang đó, nó tạo cái sóng từ để nó khiến não bộ chúng ta hoạt động giống như là chỉnh đài radio rồi đó. Bây giờ khoa học tới cái tầng này rồi,
Và cái điều này đã gần như được sử dụng rất là nhiều. Một số nhà khoa học họ đã thí nghiệm và sử dụng được rồi. Nhưng mà họ vẫn không có cái khả năng thâu được những cái chuyện xảy ra trước đây của mình. Thâu thì bất quá là bây giờ bấm máy điện thoại thâu mình nói chuyện qua giờ phát lại thôi. Nhưng khi chúng ta đã nói trở thành một cái sóng âm đã dao động trong không gian thì nó còn nguyên đó. Thì vậy là đường dây bây giờ khoa học có khả năng bắt được sóng từ để có thể điều khiển não bộ chúng ta là một bước rất là tiến bộ. Nhưng phải tiến bộ thêm một tầng nữa là nó thâu ngược lại là ngày hôm qua, ngày hôm kia mình nghĩ cái gì, mình nói lén với ai, mình chửi ai, ha, thâu được. Thâu được cái tiếng nói của chúng ta thì chuyện đó không có khó. Nhưng mà thâu được cái sóng âm dao động trong tâm thức mà chúng ta chỉ nghĩ trong đầu, chúng ta nghĩ xấu, chúng ta tức người kia, chúng ta chửi thầm thầm trong đầu thôi, chứ mình chưa có thành ngôn ngữ để mình phát ra một người thứ hai nghe. Nhưng cái khả năng của máy móc khi nó đo được cái tầng dao động sóng âm chúng ta rồi nó bắt cái tầng sóng âm đó nó đo tới thì nó sẽ hiểu việc, biết được, nó sẽ nhận ra được, nó sẽ thâu âm, nó sẽ phóng đại ra để chúng ta nghe rõ ràng đó là cái suy nghĩ của mình thành một cái loại sóng âm. Để mình không thể chối bỏ được là mới sáng hôm qua mới vừa ngủ thức dậy là nó chửi bà hai bà tám gì đằng chồng sớm rồi nhưng mà không có nói thành lời. Khả năng đó rất là lớn. Thì khoa học trong tương lai họ cũng sẽ bắt được cái điều này. Và khi họ tới ở cái tầng này rồi á, thì một điều rất là kinh hồn là giết chóc với nhau không còn bằng súng đạn gươm đao nữa. Họ sẽ cắt cái dao động này. Cái dao động này họ sẽ mò được sự kết nối với tâm thức của mình. Như vậy là sự rung động của tâm thức chúng ta nó trở thành một cái tia lửa điện để kết nối với một cái nguồn điện mênh mông pháp giới này. Nguồn điện đó là cái lực sống sinh hoạt của tất cả chúng ta hiện có bây giờ. Như vậy là họ rà và họ chỉ cần cắt nhẹ. Chúng ta ngã rồi chết thì cái thân này không có bầm, không có gì, không có một vết thẹo gì hết á, nhưng mà không còn hoạt động được nữa. Đó là chiến tranh tâm linh nó sẽ tới cái tầng này. Như vậy là có những cái thiền định họ bắt được cái tầng sống và họ muốn mình làm theo ý của họ. Thì cái dạng này phù thủy hồi xưa đã làm rồi, không? Điều khiển con người ta đi vào cái cơn mê, đẩy người ta ngược về quá khứ để bắt người ta phải khai mọi điều và khiến người ta sẽ làm theo ý mình. Đó là các vị phù thủy đã làm xưa lắm rồi. Thì cho tới bây giờ những người có năng lực tâm linh để tác động người khác làm theo ý mình là cũng đã có nhiều lắm rồi. Nhưng nói tới cái chuyện mà thiền định để bắt được cái sống kết nối với cái thân này để điều khiển người ta là một, để giết người ta là hai thì cũng đã có luôn rồi. Khả năng đó thôi, còn chế máy thì chưa. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói tới cái chuyện là khả năng, có khả năng chế máy đó, chế một cái loại máy mà họ có thể đặt lên người là họ sẽ bắt được cái dao động sóng âm của mình, là họ sẽ rà ngược về quá khứ của mình. Nhưng chỉ rà tới 3-4 tuổi thôi, chứ trước 3-4 tuổi là mù, không biết gì đâu. Tại vì trước 4 tuổi là cái khả năng ghi nhận của tâm thức nó kém lắm. Biết nói, những đứa trẻ biết nói hỏi tùm lum nhưng mà nó không có thèm ghi nhớ cái gì. Thì cái khả năng mà để suy tư, nghĩ tưởng là sau 4 tuổi trở lên thì nó bắt đầu nó mới tạo sóng âm. Chứ còn trước đó nó gần như nó phẳng lì, khó có máy nào có thể đo được. Và đo ngược là tới đó, cho tới khi mà đi vào tử cung bà mẹ là thiệt là đen tối, mù mịt. Máy không thể lọt qua được cái cửa đó để biết trước đời đó là cái gì. Nhưng mà thiền định của đạo Phật là sẽ thấy qua những cái đời đó, không phải một đời mà hằng hà sai số kiếp về trước. Thật ra chúng ta mới thấy rằng cái trí tuệ của một những người mà tu đã vượt thoát ngoài vật lý á, thì có những cái thấy biết của họ, có khi họ nói một chuyện là cả mấy ngàn năm sau khoa học mới mò tới. Những cái chuyện Đức Phật đã nói, các vị Đại Bồ Tát đã nói về thế giới. Cái Phật nói là hằng hà sai số thế giới, giờ khoa học chỉ biết được có mấy thế giới thôi, phải không? Biết được có cung trăng rồi, biết được cái sao mộc, sao quả, sao kim gì đó, chỉ biết một số thôi. Nhưng mà khi lên tới cung trăng thì không đủ sức để thấy sự sống của những người trên đó. Nhưng mà Đức Phật, nếu mà các vị thánh thì các vị đã thấy được ở trên đó có bao nhiêu người sống và họ sống bằng cái kiểu gì, họ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ gì, họ có thể tồn tại bằng cái gì. Như mình thì các nhà khoa học của mình mò lên đó rồi tìm nước, chắc chắn là không có nước giống như mình. Mà không có nước cái nói không có sự sống,
đem cái tâm của một người cõi này mà tới cõi kia để so sánh thì chúng ta làm sao chúng ta có thể hiểu biết được. Thật ra muốn biết được mấy ông ở trên đó ăn cái gì, uống cái gì, ăn kiểu gì, uống kiểu gì thì chắc chắn rằng chúng ta không thể biết theo cái kiểu phàm của mình. Mình là cái thân vật chất, nhưng mà cõi đó họ sẽ không sống bằng vật chất cái kiểu của mình. Nó là một cái cõi vật chất khác. Thật ra mỗi một cái cõi của chúng sanh có hàng hà sa số chúng sanh đó, nhưng mà tâm thức của họ ở một cái tầng khác tâm thức của mình. Muốn biết được những người trên cõi đó họ sống, họ ăn, họ uống, họ sinh hoạt, họ đi đứng, họ tu tụng như thế nào đó là chúng ta phải tương ưng tầng tâm thức đó chúng ta mới biết nổi. Ra nổi cái chuyện mà con cá dưới mương, dưới nước mà nó muốn bước, cái chuyện của con gà nó chạy trên mặt đất như thế nào là con cá biết không nổi rồi. Không bao giờ nó biết nổi chuyện đó. Con gà cũng không biết con cá dưới sông nó bơi lội ra làm sao. Hai cõi giới khác nhau hoàn toàn. Một cõi người và một cõi chúng sanh ở cái sao kim, sao mộc, sao hỏa, sao thổ thì đó là hoàn toàn có một những cái sinh hoạt khác nhau ở cái tầng tâm thức. Cùng một tầng tâm thức có thể thấy nhau được. Nói cái chuyện ví dụ như chúng ta ngồi đây thôi, trong cái khoảng không gian này không phải là chỉ có mình, không phải chỉ có bao nhiêu mấy trăm người như vậy, mà ở tại đây hiện bây giờ có hàng hà sa số. Không phải ở cõi người mình mà rất là nhiều cõi có mặt ở đây. Rất là nhiều cõi à. Có những cõi thấp hơn mình cũng có, những cõi ngang mình cũng có, những cõi cao hơn mình cũng có. Nhưng mà họ ở một cái tầng tâm thức của họ nó khác với cái tầng tâm thức của mình. Cái dao động sống thức của họ cũng khác dao động sống thức của mình, khiến chúng ta không bắt gặp nhau. Và cho tới cái ngày chúng ta mất đi cũng vậy. Ở đây hả, hai người thương nhau ghê gớm, phát nguyện đời này kiếp nọ được gặp nhau trong sinh tử để tiếp tục dìu dẫn nhau tu hành, phát nguyện ghê gớm rồi. Người này tu một tiếng đồng hồ thì người kia cũng tu một tiếng, tu một ngày, người kia cũng tu một ngày. Nhưng mà cái chỗ lại là sâu cạn ở trong thiền định khác nhau. Do đó khi mà bỏ cái thân này thì cái cảnh giới tâm linh của người thiền định sâu nó cao hơn người thiền định cạn một chút. Vậy là hết gặp rồi. Không cách nào gặp ra được nữa. Bây giờ hai cái tầng dao động sống thức, hai tầng tâm linh nó trên nhau một mãi tơ thôi là không có gặp nhau được. Mà không gặp nhau được trong cảnh giới đó thì cái sinh tử tiếp nối cũng khó gặp nhau lắm à. Thì vậy là ở tại cõi này, ví dụ như khi mà mình mở tâm và đủ cái năng lực á, đương nhiên là các vị chư thiên mà khá hơn mình chút, họ ở trong những cái tầng tâm để họ phát hiện được cái sống thức của mình phát động ra như thế nào thì họ hiểu được mình, tức là những người cao hơn mình. Còn những người ở cõi âm cũng vậy. Người cõi âm nếu mà ở cái tầng tâm họ đồng mình hoặc là cao hơn mình thì họ cũng thừa biết mình suy nghĩ điều gì. Họ biết, nhưng mà thấp hơn mình biết không nổi. Thật ra có những người mất họ rất biết mình, họ rất là biết mình suy nghĩ điều gì, tâm mình đang hướng họ kiểu nào, mình thương họ, có khi họ cũng thương mình, họ giúp mình điều này điều kia. Ngay cả những người bình thường của mình mất, chưa nói tới cái chư thiên, thì các vị cũng đã biết rất là rõ mọi sinh hoạt suy nghĩ trong đầu của mình hết. Con cái tới đây khoa học chứng minh chưa được thì phải nói là cái sự tiến bộ đó nó cũng còn có một cái gì chúng ta cần phải xem xét lại, chứ đáng lý cái này dễ biết lắm, nghe không, rất là dễ biết. Vì vậy là khi mà chúng ta công phu thiền định đạt tới một cái đỉnh nào đó thì khả năng quan sát, khả năng thấy biết chúng ta nó vượt cái tầm vật chất, cái sinh hoạt chúng ta vượt ngoài vật chất thì khoa học không có sức để có thể thấy nổi. Cũng như Sư Lai đã xuất hiện khắp mười phương, đã giảng dạy chúng sanh rồi, đã khai thị chúng sanh, dứt trừ cái lòng nghi là với mình không bao giờ tin được là có điều này. Tại cái đầu mình khoa học quá. Không, đầu mình khoa học có nghĩa là đầu gì? Cái đầu vật chất quá. Mình không có chứng, gọi là gì, không có cân đo đong đếm được, mình không tin. Khoa học cái gì mà không có chứng minh được, không có chứng nghiệm được là dứt khoát không bao giờ tin. Nếu mà một người có gọi là có chút kiến thức khoa học. Nhưng đối với tôn giáo nó là một cái gì đó mà khoa học muôn đời phải đi theo để chứng minh. Nhưng điều ta nói là cả ngàn năm sau mới theo mới có thể thấy biết được. Chư Phật khắp nơi diễn pháp màu, những pháp đã nói vô lượng kiếp, hay nói hết cả nơi một lời, dũng mãnh thiên vương đã rõ biết. Cái này là cái mà khó à nha. Càng lúc chúng ta thấy các vị thiên vương này ghê gớm, phải không? Tức là bây giờ chư Phật
là thuyết pháp màu ở khắp mười phương. Và những cái pháp đã nói vô lượng vô số kiếp về trước. Và gì? Hay nói tất cả các pháp trong một lời thôi. Một lời có thể diễn nói được tất cả các pháp mà Đức Phật đã diễn thuyết trong mười phương pháp giới từ vô lượng kiếp về trước. Mà cái ông Dũng Mãnh Thiên Vương này lại rõ biết mới là cái điều phải nói là đáng kính nể, đúng không? Thế vậy là cái khả năng của người này không phải hiểu biết một cái bài pháp của một Phật ở cõi của mình, một Đức Phật ở cõi của mình, mà khắp tất cả chư Phật mười phương và đã từng trải qua vô lượng vô biên kiếp về trước đã diễn biến diễn tả cái pháp màu như thế nào. Và một câu một lời của chư Phật đã nói tới tất cả những cái pháp màu được giác ngộ giải thoát ra làm sao, thì vị chư thiên này chứng biết được. Khi nào mà chúng ta qua một câu chúng ta ngộ cái điều gì đó là chúng ta sẽ thông cảm được cái trí tuệ của vị này liền. Bây giờ mình nghe cả một buổi mình không hiểu được cái gì, thậm chí là mình tu cả một đời mà đọc hết bao nhiêu ngàn quyển kinh mình không hiểu được cái gì hết á, bỗng dưng một hôm cái mình nhớ lại một câu nào đó, cái mình hiểu ra cái mình hiểu ra một cái mình sẽ hiểu hết tất cả những kinh điển Đức Phật dạy, hiểu hết tất cả những lời của chư tổ nói từ xưa tới bây giờ, các vị đại Bồ Tát nói cái gì mình hiểu hết, Đức Phật thể hiện thần thông như thế nào mình hiểu hết, chỉ cần qua một câu thôi, một câu nói thôi là chúng ta hiểu hết. Thì vị chư thiên này có khả năng này, cái ông này có khả năng mà ngộ được một lời thì hiểu hết được tất cả những cái ý chỉ của chư Phật mười phương. Cái điều này nó không có nói quá đâu, không có nói quá đâu. Đến một cái ngày nào đó mà chúng ta thực sự giác ngộ thì chúng ta thấy rất là rõ ràng tất cả những cái lời dạy của chư Phật mười phương được gì? Được gói gọn trong một câu nói nào đó. Và khi mà chúng ta có cái tầm hiểu biết này, cái trình độ tương ưng đến cái chỗ này thì chúng ta sẽ thông cảm được. Đức từ rộng lớn của thế gian chẳng bằng mãi long của Đức Phật. Từ tâm của Phật như hư không, diệu âm thiên vương đã được ngộ. Tức là thế gian này mà chúng ta gặp những người làm thiện, những người thương để giúp đỡ người này người kia, không? Thậm chí là chúng ta có thể là tất cả chúng sanh đau khổ một phen, chúng ta có thể xoa đầu để chúng sanh hết đau khổ liền. Tất cả những người đói khát khắp cái thế giới này, chúng ta đủ tiền, đủ quạt, đủ nhà, đủ cửa để nuôi sống, để cho họ có một đời sống hạnh phúc liền. Rồi những chúng sanh mong cầu điều gì, chúng ta sẽ đáp ứng đầy đủ tất cả những điều đó cho chúng sanh liền, không phải trong một đời hằng hà sa số kiếp như vậy. Chúng ta có thể làm để lợi ích chúng sanh, nhưng làm được tất cả những điều như vậy mà đem đi so sánh với cái lòng từ của Đức Phật á hả, chưa bằng mãi long. Thật ra mình thấy rõ ràng cái chuyện mà được gọi là Phật sự Phật hạnh của mình không có nhiều hết á. Chúng ta đừng bao giờ, không, đừng bao giờ mà tác cái ý kiêu mạn trong khi chúng ta thành tựu cái việc gì trong cái thế gian này. Ai mà tác ý kiêu mạn để mà thấy rằng mình làm được cái này, làm được cái kia, làm được cái nọ trong trần gian này thì rõ ràng là người đó cái trí tuệ non kém quá, nhỏ nhiệm quá. Chúng ta có làm cái gì cho khắp tất cả chúng sanh này được hết khổ đau đi nữa cũng so sánh được mãi long cái việc Phật sự của Đức Phật. Khi chúng ta hiểu được hết điều này rồi á, cái điều này là mình đã nói nhiều lần rồi đúng không? Mình đã nói nhiều lần. Chỉ cần một khải móng tay của Đức Phật thôi, mình có thể là đi dạo trong khắp pháp giới mười phương này hàng tỷ kiếp để cứu độ chúng sanh cũng chưa có bằng Đức Phật khải móng tay. Trong một khải móng tay, trong một thời gian rất là nhỏ, Đức Phật khắp pháp giới đã làm Phật sự. Chúng ta không bao giờ hiểu nổi cái điều này. Đây không phải là cái tưởng tượng. Nếu mà chúng ta đủ cái trí tuệ để chúng ta có thể thấy biết được điều này thì rõ ràng là chúng ta sẵn sàng, phải không, đi hai đầu gối này để kính lễ chư Phật mười phương cho tận kiếp vị lai, không hề lười mỏi, là mình cũng cảm giác là mình thỏa chí, mình không có cái gì mà nản lòng, rất muốn được lễ Đức Phật theo cái kiểu này. Chúng ta mới thấy được cái năng lực, cái trí tuệ, cái lòng từ và cái Phật sự Phật hạnh của Đức Phật. Thì rõ ràng là không có ngôn ngữ nào thế gian này có thể diễn tả được một ít phần.
nói sử dụng hết cái ngôn ngữ loài người gom lại để có thể ca tụng xưng tán một cái phần rất nhỏ trong cái một sát na làm Phật sự Phật hạnh của Đức Phật á, thì chưa có được một ít phần. Một người nói không hết đâu. Nói một mình như mình ở đây mà mình khen tặng về cái công hạnh, về cái lòng từ của Đức Phật, chúng ta cũng nói sáng sớm cho tới chiều tối nói tới sáng sớm, nói hết đời này qua tới đời khác, nói hàng tỷ lý thừa tỷ kiếp sau vẫn chưa nói được ít phần. Chưa nói được ít phần, ngôn ngữ thế gian không đủ để có thể diễn tả được hết cái Phật sự Phật hạnh của Đức Phật trong một sát na. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên đến một cái lúc mà chúng ta đã có đủ cái đầu, chúng ta vượt khỏi cái tầm vật chất rồi á, thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận được cái gì mênh mông về cái lòng từ của Đức Phật. Thì mình ở đây bắt quá mình muốn nói về từ bi là gì, là một cái khả năng để cứu độ thế gian này, phải không? Là thương xót cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài, luôn ban phát cái tình thương. Chúng sanh mưu cầu cái gì thì sẽ làm cái đó để cho lợi ích chúng sanh, thậm chí là lợi ích cho chúng sanh trong cái việc là giúp chúng sanh được giác ngộ giải thoát, cũng từng lặng hợp trong sinh tử luân hồi. Chúng ta làm tất cả các việc mà không hề có một sự tính toán riêng tư gì gì đó, cái kiểu giải thích của mình chừng đó là giỏi lắm rồi, phải không? Diễn tả được cái lòng từ có nghĩa là luôn ban phát cái tình thương yêu, luôn cứu độ tất cả những khổ đau của chúng sanh trong cái tam giới này, luôn ban vui, luôn cứu khổ tất cả chúng sanh trong tam giới này mà không hề có một cái gì muốn lấy lại cho bản thân mình. Ví dụ vậy thì giảng có giỏi là thấy từ bi ở chừng đó thôi. Nhưng một phen chúng ta cảm nhận được khắp chúng sanh này đau khổ như thế nào, chúng ta hiểu được, chúng ta tương ưng được với tất cả những nỗi khổ đó, chúng ta thông cảm được tất cả nỗi khổ đó, chúng ta sẵn sàng trải mình để sống và phục vụ cũng như là cứu giúp tất cả chúng sanh thoát khỏi những cái khổ đau đó ở một cõi người thôi, chúng ta đã thấy lớn lắm rồi, đúng không? Một người trong một đời mà giúp chừng 50-70 ngàn người, 100 ngàn người, 1 triệu người là chúng ta thấy người này phước quá lớn, nhưng không có so gì được đối với Đức Phật. Trải qua hàng hà sa số kiếp như vậy chưa bằng bãi lông của Đức Phật. Đó là một chuyện rất thực tế về cái lòng từ của Đức Phật. Cho nên cái ngôn từ, ngôn ngữ của thế gian khó có thể nói hết được. Chúng ta chưa đủ cái trí tuệ để có thể ca tụng được một ít phần trong cái gì mà Đức Phật đã có trong tam giới này. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên cái từ tâm của Phật rộng giống như hư không. Cái thấy biết của mình nó giống như cái, mình hay nói với nhau là giống như cái con muỗi mà nhúng cái chân xuống biển để lấy lên giọt nước, không có cái gì để có thể nói được trong cái hư không này cả. Thì cái diễn tả, cái hiểu biết của chúng ta, cái ngôn ngữ cõi phàm nó cũng giống như cái giọt nước trong đầu cái chân của con muỗi. Mà cái của Đức Phật đang có là nó mênh mông khắp cả cái vũ trụ hư không này, chứ không phải như một cái biển Thái Bình Dương. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy rằng mình rất là nhỏ, mình quá nhỏ đi. Mà vậy mà còn chấp nữa chứ. Khi mình chấp mình rồi cái mình thấy mình là ông trời. Mình thấy mình ông này, mình thấy mình bà này, chứ mình không thấy mình thật sự còn thua một hạt cát mà nó nghiền nát làm hàng tỷ lần. Nếu mà đem đi so sánh những cái gì của một cái vị chư thiên thôi á, thì mình cứ giống như một hạt cát chia làm tỷ lần nữa chưa bằng. Chưa nói tới cái chuyện của một vị A-la-hán, chưa nói chuyện của một vị Bồ-tát, chưa nói nổi tới Đức Phật đâu. Xa lắm mới có thể so sánh được những điều này. Núi cao ngã mạn của chúng sanh, Phật lực dứt trừ không còn sót. Công dụng đại bi của Như Lai, Quang Tràng Thiên Vương được giải thoát. Cái ông Quang Tràng này ông thấy được cái gì? Thấy được cái năng lực của Đức Phật dứt trừ không còn sót một mãi may cái tâm ngã mạn của mình. Nhưng mình đâu có thấy được năng lực này đâu. Mình ngã mạn, mình lại Phật sám hối gần chết mà mình cũng ngã mạn rồi. Không, mình đâu có dứt được. Mình nói, ủa sao mà Đức Phật có cái khả năng này để có giúp người ta, ông này được, ông kia được, mà giờ tới rõ ràng là mình không được. Nói thì nói là mình cũng không chấp nhận thua ai. Nó tới nó lui mình vẫn thấy mình có lý hơn. Không, nó tới nó lui mình cũng thấy mình là hiểu biết đúng hơn, mình là người có khả năng hơn.
Nói hồi là thế nào mình cũng là đúng, mình cũng là số một à. Ít cứ khi nào mà khi chúng ta nói chuyện rất là bình thường với một người thân hay là với bạn bè của mình mà nói hồi là mình thấy mình là cái hàng chót bẹt lắm. Ít khi nào mà dám nhận điều này. Mình chỉ cần nhận người khác hơn mình thôi là một cái gì khó khăn cả đời của mình. Tất cả những cái gì mình làm ra là gần như nó là số một hết rồi, khó có được số hai lắm, không? Nhưng mà tại sao cái ông Thiên Vương lại được Đức Phật dứt trừ cái núi cao ngã mạn, không còn sót một mảy may? Sao kỳ vậy? Mà mình bây giờ mình thấy mình là số một mà ngon, mình sám hối đi. Sám hối ngày khi 3 năm mình cũng thấy mình số 1,5 luôn, nó tăng lên. Chứ mình không thấy mình giảm là tại vì mình cực công phu quá, đúng không? Tôi cũng thức ngày, thức đêm, tôi lễ Phật, rồi tôi tụng kinh, rồi ăn chay, tôi nằm đất, tôi khổ hạnh, rồi tôi tu ngày 6 thời. Cái gì cũng tôi hết á, ra chỗ nào lại Phật cũng tôi lại, ăn chay cũng tôi ăn chay, tôi nằm đất cũng tôi nằm đất, tôi khổ hạnh cũng tôi. Hồi xưa có một cái tôi cà chớn à, bây giờ cái tôi đầy với công phu tu tập. Cho nên cái ngã bự thêm, ít khi nào bớt xuống lắm. Thật ra cái ngã mạn thấy vậy á, chúng ta càng cực khổ thì càng sanh ngã mạn nhiều hơn. Như vậy là nói vậy thôi, mình đừng cực công phu ngủ đi, đúng không? Không phải ngủ, tức là chúng ta ngủ ngầm. Ngủ ngầm để nó nuôi lớn theo kiểu khác. Còn những người cực khổ thì nó lộ tướng ra ngoài, dễ thấy hơn. Ra ngủ cũng là thể hiện cái ngã mạn của mình, mà thức cũng là thể hiện cái ngã mạn của mình, chứ không có đường nào trốn. Chỉ trừ là chúng ta công phu cái kiểu gì đó để chúng ta phá được đó. Từ tới lúc đó mình mới thấy rõ ràng là năng lực của chư Phật đủ sức để có thể làm không còn sót một mảy may bản ngã của mình. Nếu chúng ta bắt nhịp được cái đời sống tâm linh thực sự của Đức Phật dạy thì quý vị mới thấy được cái khả năng này. Còn không, mình thấy mình còn nguyên. Nhưng mà phước cho ta khi chúng ta thấy bản ngã mình còn. Như đó là phước thiệt đó nha. Tức là mỗi khi mà chúng ta ngã mạn chúng ta thấy được mình đó. Chứ có nhiều người hả thiệt nó động trời luôn còn chưa thấy mình ngã mạn nữa. Đó là hết phước rồi. Chính cái thái độ mà khinh khi, coi thường, coi rẻ tất cả những người xung quanh, thấy mình là cao, mình là trội, mình là hơn, mình là số một, mình là trung tâm, là tàn rụi cái phước mình mà mình còn chưa hay nữa. Thành ra chúng tôi nói là phước cho mình khi nào mình thấy được cái bản ngã của mình, nó lòi ra trong tất cả những cái sinh hoạt của đời sống. Chỉ cần mình lỡ một cái lời, không? Mình nói với bạn bè cái này của mình là tốt hơn cái kia, hay hơn cái kia, lỡ lời thôi là mình đã thấy được mình đã bắt đầu bị gì, bị lòi cái cờ ngã mạn của mình ra rồi. Mình lẹ lẹ dừng lại để sám hối đi, thì hy vọng là mình sẽ mở con mắt huệ để mình có thể dứt trừ được cái tâm ngã mạn. Chứ nếu không khó lắm, cái bản ngã rất là khó trừ. Đấy, vì trừ sạch ngã là đạt tới cảnh giới vô ngã, chứng đắc niết bàn rồi, thành Phật, thành Bồ Tát rồi, không? Nhưng ít ra một người có tu là phải mỏng cái ngã của mình. Người tu càng giỏi chừng nào thì cái khiêm cung, cái khiêm nhường nó càng lộ ra nhiều chừng đó. Chúng ta đi tới gặp những cái người mà nổi tiếng, ít khi nào chúng ta nhận được cái khiêm cung, cái khiêm hạ của họ đó. Chúng ta nhận được mấy cái cờ bự bự không à. Chứ còn cái nhỏ, cái mà khiêm cung khiêm hạ hiếm hoi chúng ta gặp được lắm. Những người tài năng, những người giỏi giang, những người nổi tiếng thì chúng ta gặp chúng ta sẽ biết điều này. Chỉ trừ là những người lúc nào cũng thất bại cũng chưa chắc đã hạ cờ bản ngã. Tại vì tôi chưa có gọi là cái gì, chưa có tới cái thời tôi thôi, chứ còn tôi nếu mà tôi làm là tôi cũng thua mấy người đó, đừng có khoe, không? Có nghĩa là bản ngã mình cũng không chấp nhận, dù anh có thành công, tôi có thất bại, nhưng mà bản ngã nó vẫn không chấp nhận sự thành công người khác là hơn mình, kỳ vậy đó. Đây là một cái điều rất là khó trong cuộc đời tu của mình. Mà nếu những cái này nó không mỏng xuống thì mình khổ lắm, rất là khổ. Vì cái ngã này mà mình ganh tị, mình hơn thua, mình buồn tủi, mình uất hận đủ hết. Cho nên đúng rồi, dẹp mà dứt trừ không còn sót nhờ cái lực của chư Phật cũng như nhờ cái sức công phu của mình, không? Nhờ lực chư Phật trước.
và kèm theo cái công phu của chính mình để mình làm sập đi cái bản ngã này của mình, là một cái người phải quá nhiều cái phước báo và công phu tu hành nhiều kiếp lắm mới đạt được. Đó là ngài Quang Tràng Thiên Vương được cái điều này. Huệ quang thanh tịnh khắp thế gian, những người được thấy trừ si ác, các đường ác đạo cũng được lìa, tịnh cảnh Thiên Vương được tỏ ngộ. Tức là chúng ta thấy cái huệ quang của Đức Phật, cái hào quang, cái trí huệ của Đức Phật nó thanh tịnh khắp thế gian này. Không, mình thấy không ta? Mình thấy thanh tịnh không? Thì sáng giờ mình đi vòng vòng chùa mình thấy thanh tịnh không? Thấy được cái hào quang của Đức Phật chiếu rồi sáng giờ không? Khó lắm không? Có đi nữa mình cũng tưởng thôi. Nếu như bây giờ á, nếu mà thực sự mọi người có thanh tịnh ở ngoài cái hành lang và bước trong này họ thấy khác. Cái này nữa là cái đây là cái cảnh giới thật đang diễn ra ngay tại đây. Ví dụ như từ sáng giờ những ai đã từng bước vào trong này và bước ra mà cảm nhận được cái gì khác đó thì chúng ta là tương đối khá rồi đó. Rõ ràng là trong cái hội trường này khác hơn ngoài hành lang, và tầng cái tầng này nó sẽ khác hơn cái tầng giới. Khác biệt rất lớn. Đây là một cái sự thật đang xảy ra. Nhưng mà ai có cái lực để cảm nhận điều này thì mới có thể bàn được cái hào quang Đức Phật thanh tịnh hiện khắp pháp giới mười phương. Còn nếu không chúng ta không thấy nổi điều này đâu. Thành ra cái huệ quang Đức Phật mà vừa sáng vừa thanh tịnh mà ở khắp pháp giới này thì cái chỗ chúng ta cũng đang sáng, đang thanh tịnh. Tại vì khắp pháp giới này có hào quang Đức Phật mà, cho nên Đức Phật đã chiếu hào quang đến chỗ này, đang rất là sáng, đang rất là thanh tịnh ở chỗ này, khiến những người thấy được cái gì? Được trừ cái ngu si và cái ác nghiệp của mình. Giống như bây giờ nếu mà tất cả chúng ta hồi sáng giờ có một cái gì chúng ta thấy biết một cái điều gì đó không biết, nhưng mà trí chúng ta sáng hơn chút, những cái si ám chúng ta gần như nó đi đâu á, tự nhiên cái đầu mình sáng ra, cái tuệ mình sáng ra, mình hiểu ra rất là nhiều điều, rồi tất cả những cái tà, những cái ác nơi tâm gần như nó mất đâu rồi. Tức là chúng ta nếm được chút hào quang gì của Đức Phật rồi đó. Tại vì cái hào quang Đức Phật là thanh tịnh, là sáng khắp pháp giới này. Cái người mà thấy được là trừ cái si ám, thì trừ những cái tâm ác nơi tâm của mình liền. Mấy sáng giờ có ai mở huệ để trừ si ám chưa? Chứ hào quang Đức Phật là luôn luôn chói sáng nha. Không có cái lúc nào ở cái thế gian chúng ta tắt được cái hào quang của Đức Phật. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên với chúng sanh thông thường sẽ thấy có ngày có đêm, nhưng mà với chư thiên là luôn luôn thấy rực sáng hào quang của chư Phật. Các vị Bồ Tát thì khỏi cần nói rồi, lúc nào cũng thấy khắp pháp giới này sáng rực. Chứ không phải là cái hư không này là tâm tối, phải cần có mặt trời mới sáng. Vì chúng sanh tâm tối với chúng sanh cần mặt trời, chứ còn các vị kia thì các vị không cần. Thật ra là khi mà các vị chư thiên mới thấy được cái huệ quang sáng khắp thế gian này, và thấy được có những người tiếp nhận được hào quang này, thì tất cả những si ám đều được tiêu trừ. Thật sự cái điều đó nó rất là đúng. Cũng như mình nói mà mấy hôm nay mình có nói tới nói lui là nhận biết nhau bằng hào quang á, thì đó, chúng ta đủ cái tầm để có thể nhận nổi hào quang của Phật thì chắc chắn là si ám nhiều ngàn kiếp của mình tiêu mất hết liền á. Ngang đây mà chúng ta nhận thấy rõ ràng Đức Phật đang phóng quang, chúng ta tiếp nhận được cái thanh tịnh và cái sáng suốt trong cái nguồn hào quang của Đức Phật, thì tất cả những si ám trong muôn vạn kiếp của chúng ta về trước ngay đây tiêu không còn một mãi mãi liền. Nhưng mình đâu có đủ sức để thấy hào quang đó. Hào quang của chư thiên mình thấy không nổi, ngang đây trong đây cũng có mấy cái gì mà ngồi sẹt sẹt hào quang mình đâu có thấy đâu. Có những hào quang của các vị mà Bồ Tát đã xuất hiện trong cái hội trường chúng ta cũng không thấy nổi. Tức là mình không có đủ cái sức để thấy những cái điều này. Cho nên chúng ta chỉ nhận nhau ở cái cõi này không à. Chúng ta biết huynh đệ mình, chúng ta biết những người quen mình, chúng ta thấy những cảnh vật xung quanh chúng ta bằng cái trí của phàm, tức là bằng cái tâm si ám của mình thấy. Chứ mình không có dứt trừ cái si ám để mình thấy được cái thanh tịnh trong hào quang sáng ngời của chư Phật. Không phải là Đức Phật thành đạo lúc đó hào quang sáng rực đâu, mà không có cái phút giây nào Đức Phật không sáng. Hào quang lúc nào cũng chói sáng khắp mười phương, đó là một cái sự thật. Nha.
Thật ra bây giờ chúng ta cứ thành tâm hướng về Đức Phật đảnh lễ cầu nguyện, làm sao Đức Phật gia hộ cho con được một lần nhận biết hào quang của Ngài. Để gì? Để rồi soi tất cả những cái tâm tối vô minh vô lượng kiếp của con tan biến dùm, để con mở được cặp mắt huệ, con thấu hiểu được chân lý, con hiểu được những điều Đức Phật dạy, con sống đúng với chánh pháp để vượt thoát cái lầm mê sinh tử muôn vạn kiếp của con. Đó, chúng ta phải phát tâm phát nguyện như vậy. Hướng về Đức Phật là cái gì chúng ta cũng có thể muốn. Đương nhiên những cái điều muốn này nó không phải là cái sự sai lầm, nhưng mà chúng ta phải có cái tác ý đó, để chúng ta nhận biết được những cái điều rất là kỳ diệu của chư Phật còn tồn động khắp pháp giới này, chứ không phải là một cái nơi chúng ta ở. Thật sự nơi có tu không có gì thì cái chuyện đó cũng có thể xảy ra. Nhưng có điều là ở cái vùng đó có cái người đã có thể biết được điều này hay không. Tất cả chư thiên phải nói là đều múa ca không? Mừng vui khi tiếp nhận được cái hào quang của Đức Phật để phá trừ cái si ấm muôn vạn kiếp của mình, đang nhảy nhót đầy ở trong cái hội trường này, nhưng mình đâu có thấy đâu, mình không thấy nổi. Nhưng mà các vị đang rất là vui mừng để tiếp nhận, đón nhận cái hào quang Đức Phật để soi rọi, phá trừ si ấm, là các vị hào quang đã thấy các đường ác đạo cũng được lìa, tất cả những cái gì mà nó dính dấp tới những cái ác của mình từ xưa tới bây giờ, do cái ba nghiệp mình sai quấy từ ngàn kiếp cho tới bây giờ, những cái đó đủ khả năng để đưa chúng ta đi vào con đường ác đạo. Nhưng khi mà chúng ta thấy được cái hào quang thanh tịnh khắp thế gian của Đức Phật thì si ám ở nơi chúng ta đã hết, những cái ác tâm ác niệm nơi chúng ta đã hết, thì đóng bít ba con đường ác liền, không cần phải công phu nhiều. Chỉ một lần thấy hào quang Đức Phật là đủ để có thể xóa sạch tất cả những con đường ác. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Thì cái điều này là tịnh cảnh thiên vương được tỏ ngộ. Ông này là đóng cửa ba con đường ác, phải không? Do tiếp nhận được cái hào quang sáng ngời và thanh tịnh của Đức Phật chiếu khắp thế gian. Ánh sáng chân long hay diễn thuyết, hiệu chư Phật đồng số chúng sanh, tùy chỗ thích ưa đều được nghe, thiên tràng thiên vương môn giải thoát. Hồi nãy là thân Phật khắp pháp giới rồi, phải không? Trí tuệ Phật khắp pháp giới rồi. Bây giờ ánh sáng cái chân long của Đức Phật diễn thuyết Phật pháp, đây là một cái điều mà chúng ta không đủ cái tuệ để chúng ta hiểu nổi đâu. Ánh sáng từ cái thân Đức Phật, từ cái thân Đức Phật ở trong đó có gì? Có lỗ chân long của Đức Phật. Một lỗ chân long của Đức Phật phát ra một cái loại ánh sáng mà diễn thuyết được cái pháp màu để khai thị chúng sanh thấy được Phật đạo, chứng được Phật đạo, thoát ly sinh tử luân hồi, chúng ta tin nổi không? Lỗ chân long Đức Phật thuyết pháp chúng ta tin không? Vậy mà có rất là nhiều chư thiên ngộ được cái điều này, nhiều vị đại Bồ Tát nhận được đạo màu này, đây là một cái điều rất là đặc biệt. Lỗ chân long Đức Phật đã từng thuyết hằng hà sa số bài pháp để khai thị hằng hà sa số chúng sanh khắp mười phương pháp giới, chứng được hằng hà qua sa số các vị Phật. Vậy mới là mới ghê không? Còn mình thuyết pháp cái miệng của mình từ sáng sớm tới chiều tối chẳng có khai thị cho ai được. Nhưng mà khắp cái thân của Đức Phật có 84.000 cái lỗ chân long đều thuyết một lượt 84.000 bài pháp trong vòng một sát na, khai thị cho hằng hà sa số chúng sanh. Cho nên trong bản kinh Hoa Nghiêm hay nói cái lỗ chân long Đức Phật là ứng hiện thành Phật, lỗ chân long Đức Phật thuyết pháp này đó nơi kia, rất là khó có người có thể tin tưởng nổi, rất là khó. Khi mà người hiểu được Phật đạo rồi, chúng ta mới thấy rõ ràng là Đức Phật không phải thuyết pháp bằng lỗ chân long, mà từng sát na trong từng cái cơ thể của Đức Phật, trong từng cái tế bào rất là nhỏ nhiệm của Đức Phật cũng phân thân thiên ba ức để khai thị chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương. Mà thân của Đức Phật là cái gì? Thân Đức Phật là cái thân của pháp giới, chứ không phải cái thân của 84.000 lỗ chân long của phàm phu của mình nữa. Vì phân Phật hiện khắp pháp giới mười phương, trùm phủ cả hư không này. Do vậy mà lúc nào cái thân Phật cũng nói pháp màu để khai thị chúng sanh. Nếu mà nhìn trên cái thân tướng mà khi Đức Phật còn là mang cái thân vật chất ở thế gian của mình á, thì rõ ràng là từng hào quang đều phóng quang để khai thị chúng sanh khắp pháp giới. Và
một cái điều là gì? Cái là những cái bài pháp của Đức Phật là tùy chỗ chúng sanh đều được nghe. Chúng ta không biết có nghe không? Tùy chỗ tức là chỗ này cũng phải tùy để cho mình nghe chứ, không? Tùy chỗ chúng sanh đều được nghe. Nếu mà chúng ta được nghe những cái bài pháp từ lỗ chân lông của Đức Phật thuyết, và chúng ta có thể chứng đắc được pháp môn của chư Phật, thì rõ ràng đây là cái gọi là thượng căn rồi, chứ không phải là căn cơ bình thường nữa. Còn không thì mình chỉ nghe cái lời nói của một cái người đồng loại của mình nói cho mình nghe thôi, khác loài nói chúng ta nghe không được. Nhưng mà Đức Phật tương ưng với tất cả các loài. Khi Đức Phật thuyết pháp, khi Đức Phật thuyết pháp thì cõi trời muốn nghe thì sẽ ngôn ngữ cõi trời, cõi người muốn nghe sẽ ngôn ngữ cõi người, cõi súc sanh nghe thì tương ưng với ngôn ngữ của loài súc sanh. Tất cả các cõi, tất cả các loài đều tùy nghiệp của mình, tùy theo loài của mình mà chúng ta nghe. Như Đức Phật đang hiện thân thành cái loài mình để thuyết pháp cho mình nghe. Nếu như chúng ta đọc lại lịch sử của loài người, chúng ta thấy là có một cái vị thái tử Tất Đạt Đa sanh ra cung thành Ca Tỳ La Vệ, rồi sau những năm khổ hạnh rồi tu hành để thành Phật. Thành Phật rồi mới thuyết pháp cho chúng ta nghe, thì có Tam Tạng Thánh Điển, ví dụ vậy. Vậy đó là cái hiểu gì? Cái hiểu của loài người. Hiểu của loài người là thấy có Đức Phật xuất hiện trong cõi người của mình để thành người giống như mình, nói tiếng nói loài người để thuyết pháp cho con người mình nghe. Thì ở chư thiên cõi trời cũng thấy được cái chuyện giống giống như mình. Nếu là những cái vị chư thiên ở cõi thấp, tức là gần gần với mình, như là trời tứ thiên vương thấy giống giống như mình nha. Cái anh hàng xóm mình thấy vậy, nhưng mà anh hơn nữa là thấy khác à. Hơn nữa họ đủ cái tầm để có thể hiểu được Đức Phật không phải hiện thân trong cõi nước của các vị nữa, để tu hành thành Phật theo cái giống giống cái kiểu lịch sử loài người mấy ngàn năm về trước là có một vị xuống đây tu hành thành Phật đâu. Người ta sẽ hiểu Đức Phật kiểu khác, sẽ nghe pháp Đức Phật kiểu khác. Khi nào mà chúng ta thoát khỏi cái loài người, chúng ta sẽ nghe Đức Phật thuyết pháp rõ ràng là kiểu khác. Từng lỗ chân lông của Đức Phật thuyết pháp kiểu khác, nhưng cái ngôn ngữ đó là đi đến khắp tất cả chúng sanh, tùy loại của chúng sanh tiếp nhận được mới là ghê. Không có hiện hình thành Phật ở trong cái cõi của mình, nhưng vẫn luôn thuyết pháp cho tất cả chúng sanh ở trong cõi này nghe, không có một phút giây nào dừng nghỉ. Đây là một điều mà nói như là một cái gì tưởng tượng. Khi nào mà chúng ta hết tưởng, chúng ta sẽ hiểu điều này. Còn trong tưởng thì chúng ta tiếp tục cho điều này là cái tưởng, chứ nó là một cái sự thật. Cho nên chúng ta không có nghe qua lỗ tai, chúng ta không thấy bằng mắt, thì chúng ta không có tin theo cái kiểu khoa học đó, thì chắc chắn là chúng ta khó nhận nổi cái điều này. Như Lai tự tại chẳng thể lường, pháp giới hư không đều đầy khắp, tất cả chúng hội thấy rõ ràng, qua quan thiên vương chứng nhập được. Chúng hội thấy nhưng mà hội mình đâu có thấy đâu, không? Như Lai tự tại chẳng thể lường, pháp giới hư không đều đầy khắp, tất cả chúng hội đều rõ ràng. Tức là chúng hội đang dự hội Hoa Nghiêm thấy rõ điều này lắm. Mình có thấy không? Mình thấy là mình chưa vô hội Hoa Nghiêm rồi. Mình nghe kinh Hoa Nghiêm mấy ngày nay mà chưa thành chúng hội Hoa Nghiêm, cho nên không có thấy được cái sức tự tại của Đức Phật là đầy khắp cả hư không này. Đức Phật tự tại vô cùng, người nào ở trong chúng hội đều có thể thấy được hết đó. Vậy là không thấy thiệt hả ta? Không ai thấy hết trơn hả? Vậy là đâu có vô hội Hoa Nghiêm nổi. Ngồi hôm nay là mình ở ké đâu á, chứ mình đâu có vô hội Hoa Nghiêm đâu. Đang ở ngoài chưa vào hội được. Thế là chúng hội Hoa Nghiêm là dứt phát sẽ thấy được cái điều này à. Cái thân tự tại của Như Lai đầy khắp pháp giới, luôn luôn thể hiện đầy trong chúng hội để chúng hội thấy. Thấy rất là rõ ràng, thấy không có phải là tưởng tượng nữa, mà đó là một cảnh thật đang hiện ra để cho tất cả chúng hội đều thấy biết. Đó là một cái sự thật. Giống như cái chuyện mà chúng ta vào cái hội trường này mà từ sáng giờ chúng ta nhận được một cái năng lực gì đó là cái thấy thật của mình. Cái mình đem ra mình kể huynh đệ nó ủa tưởng tượng. Đừng nói là không có đó. Chứ mình nói cái chuyện khác biệt giữa ở cái trong cái hội trường này và ra cái ngoài cái hành lang thôi, tôi cũng thấy bình thường chứ có thấy gì đâu khác biệt. Mình nói cái sự khác biệt của cái tầng này khi xuống cái tầng 1 thôi,
là người ta có thể cãi với mình rồi. Thì mình có cãi lại không? Đâu có rảnh đâu cãi chi. Tại vì hai tầng tâm thức khác nhau, hai cái cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Nhưng cái thấy của mình nó là cái thật, chứ không phải là một tưởng tượng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật đã gì? Đó là thiên bá ức quá thân của Đức Phật là gì? Ứng hiện không? Chứ phân thân của Đức Phật. Ngày sáng là mình đảnh lễ gì đó là Như Lai gì? Như Lai từ phụ phân thân ứng hiện để cho tọa vị cái đạo tràng này. Rõ ràng là mình đảnh lễ đến cái chỗ đó thì Đức Phật cũng phân thân ứng hiện rõ ràng. Nếu mà chúng ta đủ sức, chúng ta thấy, chúng ta nghe và chúng ta cảm nhận được điều này. Nhưng mà rất là khó cho chúng ta cảm nhận được. Nếu mà mình không đủ cái khả năng thanh tịnh tâm của mình thì mình không thấy được cái sự phân thân ứng hiện của Đức Phật đến cái đạo tràng của chúng ta. Chúng ta không thấy điều đó. Ra là những người nào mà đang dự hội Hoa Nghiêm đang dự hội Hoa Nghiêm thì sao? Thì thấy Như Lai tự tại không thể lường, không? Ở khắp pháp giới mười phương chỗ nào cũng có Như Lai đang hiển hiện ngay đây rõ ràng. Những cái năng lực, cái trí tuệ, cái thần thông, cái ánh sáng, sự thanh tịnh của Đức Phật đang hiển hiện trong đạo tràng chúng ta rất rõ ràng. Tất cả người đang ở trong hội Hoa Nghiêm đều thấy hết, chỉ trừ những người ở ngoài hội Hoa Nghiêm. Nói nghe buồn không, mấy người đây học Hoa Nghiêm mà mình chưa có vô hội đâu có thấy được nữa. Thì nó gán là thấy nha, coi như là gán mở mắt tâm, nhắm mắt thịt lại mở mắt tâm ra. Mình mới thấy nổi, cho thấy mắt thịt thấy không nổi đâu. Đó, chúng ta phải thấy vào con mắt nhưng mà không phải là con mắt phàm. Thì chúng ta cho thấy rất là rõ là Đức Phật đã hiện sắc thân tự tại thanh tịnh của mình đầy cái hội của mình từ sáng đến giờ. Hiện thân thật sự tràn ngập pháp giới và tràn ngập cái hội trường chúng ta đang ngồi, tràn ngập các nơi, chứ không phải tràn ngập ở đây không. Nói cho các nơi đều hiển hiện cái năng lực tự tại thần thông và cái sự thanh tịnh tuyệt đối của Đức Phật đã có từ lâu rồi, chứ không phải mới đây. Thì cái ngày Hoa Quang Như Lai này chứng nhập được cái điều này nữa, tức là cái ngày Hoa Quang Như Lai đã hiểu được, thấy được và chứng đắc được cái điều đó. Vô lượng vô biên biển đại kiếp hiện khắp mười phương mà thuyết pháp, chưa từng thấy Phật có đến đi, Diệu Quang Thiên Vương đã tỏ ngộ. Đó là sáng giờ mình nói cái chuyện mà thuyết pháp học động lưỡi không. Thì bây giờ là vô lượng vô biên biển đại kiếp, là không có tính lường được cái đại kiếp, cái sinh tử vô lượng vô biên kiếp của tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương này. Thì Đức Phật luôn hiện thân ở khắp nơi để thuyết pháp, nhưng có điều là chưa từng thấy có Đức Phật đến và đi. Đây là một cái điều kinh hồn. Không động lưỡi rồi mà bất động đạo tràng, tức là Đức Phật chưa từng rời đạo tràng nhưng mà thuyết pháp ở khắp mười phương pháp giới với vô lượng vô biên kiếp. Chứ không phải cách đây 2000 năm là Đức Phật ngồi cõi Bồ Đề thuyết pháp là có kiếp à. Không phải, và chỉ có thuyết pháp của cõi Bồ Đề Ấn Độ thôi à. Mình hiểu cái kiểu lịch sử của nhân loại mình là ở cái tầm đó. Và Đức Phật đi lang thang chỗ này chỗ kia thuyết pháp khắp trên mảnh đất Ấn Độ. Không, coi như là Đức Phật dạo đi khắp cái cõi nước Ấn Độ để thuyết pháp. Thì mình thấy theo kể chúng sanh là sáng Đức Phật xuất hiện ở đây, chút trưa Đức Phật xuất hiện đằng kia, là Đức Phật đã dạo đi trên cõi nước nào đó để thuyết pháp. Thậm chí Đức Phật lên tới cõi trời thuyết pháp, thậm chí Đức Phật xuống Long Cung để thuyết pháp, là chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật có đi, có đến, có lui, có tới. Nhưng mà không phải, người nào thấy được Đức Phật thật thì mới thấy rằng Đức Phật đã thuyết muôn trùng bài pháp ở hằng hà xa số kiếp rồi, nhưng mà chưa từng đi đâu, chưa từng đến đâu hết đó. Đang bất động mà thuyết pháp. Đức Phật chưa hề động lưỡi chút nào mà đã từng thuyết hằng hà sa số bài pháp cho chúng sanh nghe, khai thị hằng hà sa số chúng sanh chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ở khắp pháp giới mười phương rồi, nhưng mà chưa từng động, chưa từng đến, chưa từng đi lần nào. Chúng ta tin nổi điều này không? Không tin điều này rất khó đi vào cái con đường của Đại Thừa. Chúng ta tuyệt đối thấy, hiểu và tin được điều này thì cái chuyện mà mở cửa con mắt, mở cửa Đại Thừa sẽ có ngày với mình, tức là có cái duyên. Còn chúng ta không có tin nổi điều này, rất là khó có thể mở được cái trí tuệ Phật Đạo tối thượng cho chính mình.
Cái bản kinh Hoa Nghiêm nói về tối thượng thừa, chứ không phải nói là thừa nào khác. Nên là những điều nào mà nói mà chúng ta không tin nổi, vượt khỏi cái tình phàm, mà thật sự là Hoa Nghiêm là cái gì đó luôn luôn vượt khỏi tình phàm, phàm tình chịu không nổi. Cái hiểu biết theo cái kiểu tình phàm là phải đứng ở ngoài ngó chứ không có vô nhà được. Đứng ngoài cổng á, chứ không phải là vô được cái sân chùa nữa mới kẹt mình. Thấy chưa? Cho nên là càng học sâu trong kinh Hoa Nghiêm chừng nào, chúng ta phải càng cố gắng phải rũ sạch tình phàm nhiều chừng đó, để chúng ta mới có thể hiểu. Không phải tự hiểu là chúng ta tương ưng ít phần nào nhỏ nhỏ trong bản kinh, gốc nhỏ nhỏ nào đó thôi, thì chúng ta thấy có điều kỳ diệu xảy ra với chính mình rồi. Và nếu chúng ta vẫn giữ nguyên cái phàm tình để mà nghe kinh thì thật là uổng phí cho chúng ta. Đối với chúng tôi đó là một sự uổng phí. Cho nên đến ở cái hội Hoa Nghiêm, nhắc lại chúng ta phải rũ sạch phàm tình giùm. Đừng có người nặng nề mấy chục kg vô đây ngồi. Vô đây ngồi là không phải ngồi dưới nền, mà chúng ta là cái người không có trọng lượng để ngồi ở đây á, là thế nào chúng ta cũng dính cái ghế nào trong hội Hoa Nghiêm mà. Còn nếu mà chúng ta là cái người đang ngồi trên cái nền này á, thì rõ ràng chỉ là nền chùa Long Hương thôi, chứ chưa phải là hội Hoa Nghiêm. Rất phải biết cái điều này. Thật ra khi mà chúng ta sạch được cái phàm tình rồi thì cái chỗ chúng ta đang ở nó không phải là cái chỗ bình thường, không phải là cái chỗ phàm trần nữa, mà thực sự đây không phải là một cái sự tưởng tượng. Nếu chúng ta xảy ra cái chuyện đó nơi tâm thức thì mình phải thấy rõ ràng là cái cảnh giới Phật Đạo nó là một cái gì đó hết sức là vi diệu và đang hiện hữu. Đang hiện hữu. Và không có lúc nào cái cảnh giới, cái pháp hội Hoa Nghiêm tắt mất, cũng như không lúc nào, không có một cái nơi nào không phải là hội Hoa Nghiêm. Tới một ngày nào đó mình giật mình thấy, ủa mình đang ngồi trong hội Hoa Nghiêm thiệt mà. Cảnh giới Hoa Nghiêm đang hiện trước mắt, hiện bên tay, hiện nơi tâm của chúng ta, đang hiện tiền để chúng ta luôn rõ biết, không có lầm lẫn, chưa từng ra ngoài hội Hoa Nghiêm lần nào. Thì lúc đó là chúng ta sẽ hiểu và thông cảm được tất cả những điều này. Có một lần nào đó trong đời mình thấy mình chưa đi ra khỏi hội Hoa Nghiêm, dù đi kiểu nào chúng ta có cố tình có ra không được. Những cái cảnh vi diệu của tất cả những cái báu vật mà ở đoạn đầu diễn tả, ngay cả Châu Mani, những cái gì quý báu nhất đã hiện chúng ta thấy được. Chúng ta thấy được hằng hà sa số châu báu trước mắt của mình đang hiện tiền với tất cả những hào quang sáng rực. Thì chúng ta được ở trong hội Hoa Nghiêm. Không diễn tả như vậy để coi mốt mình có đi lạc ở đây mình biết không. Lỡ mà chúng ta có đi lạc chúng ta phải biết. Chứ còn rõ ràng là chúng ta chưa có rũ sạch phàm tình thì chúng ta không thấy nổi cái sự hiển hiện của chư Phật. Thiện hóa thiên vương được giải thoát môn, khai thị tất cả thần lực biến hóa. Cái này nó quá tầm à. Nếu mà nói với mình thì cái này thuộc về quá tầm. Tức là cái vị thiện hóa thiên vương này á, có cái khả năng là khai thị tất cả thần lực biến hóa. Chúng ta muốn biến hóa cái điều gì, hoặc là các nơi biến hóa cái điều gì, thì vị thiên vương này đủ tầm, đủ sức. Ví dụ như ở đây đang có muốn biến thành không, thì tất cả chúng ta đều thấy nó là không, vì vị này có khả năng làm điều đó. Cái quả đất chúng ta trong một chớp mắt là nó thành không liền, tất cả chúng sanh biến mất trong cái quả đất địa cầu này, thì vị này có khả năng làm điều đó. Tức là làm cho chúng ta thấy được cái sự biến hóa của khắp pháp giới này, tất cả những cái tướng có thành không, cái không thành có, còn mất tất cả những điều đó là vị này có khả năng làm được. Thì đây là một cái loại mà thần thông lớn. Tịch tịnh âm quang minh thiên vương được giải thoát môn, rời bỏ tất cả các phan duyên. Này là mình có thể ghé được một chút. Nhớ chưa? Rời bỏ tất cả phan duyên là cái gì? Mình có phan duyên không? Ngồi đây có phan duyên không? Quá nhiều cái phan duyên không? Ví dụ như mình ngồi đây cái mình tưởng tượng là ngày hôm qua mình đi ngang một cái chỗ nào đó nó quá đẹp. Đẹp cái mình thích móc máy ra chụp hình rồi. Nói vậy như ngồi giảng nghe ông thầy giảng cũng hay thôi, lấy hình cũ ra coi cho nó sướng, móc móc cái máy ra mở coi. Mình đang phan duyên. Nó giảng đâu có hấp dẫn mà mình coi tấm hình qua thích hơn, ví dụ vậy. Hoặc là hôm qua lỡ mình đi một nơi nào đó quá vui,
Bây giờ ngồi đây mình thấy giảng không hấp dẫn bằng cái chuyện xảy ra vui ngày hôm qua, cho nên mình ngồi cái mình nhớ chuyện qua, mặc dù đang ngồi đây nhưng mà chuyện qua nó hiện trong đầu mình á. Mình thấy cái chuyện xảy ra ở một cái nơi nào đó, chứ không bao giờ thấy cái chuyện hiện hữu ngay tại đây. Chúng ta đang khoan duyên, chúng ta đang phóng tâm chỗ này chỗ kia chỗ nọ à, chúng ta chưa bao giờ ngồi đây là ngồi đây. Nếu chúng ta thực sự ngồi đây là ở đây, không có rời cái chỗ chúng ta đang ở, là chúng ta không có phan duyên. Nhưng mà chúng ta đâu có ở yên chỗ đâu. Nãy giờ bay phiêu phưởng tìm đường để vô cảnh giới Hoa Nghiêm, bay khơi khơi trên hư không mà vô chưa được. Chúng ta không ở yên chỗ. Cái khi nãy giờ cũng bay về thăm nhà, giật mình nghe tiếng ồn ồn ở đây, giật mình trở lại mở mắt ra thấy ông thầy đang ngồi, đang bay, ít có người nào ở tại chỗ lắm. Ra cái tâm phan duyên của chúng sanh gần như không có cái khoảnh khắc nào tạm dừng hết á. Chúng ta nên biết của mình là như vậy. Một cái bệnh phan duyên của mình gần như là muôn ngàn kiếp rồi, nó trở thành cái tật rồi, nó không thành cái bệnh nữa. Lúc nào chúng ta cũng phan duyên, lúc nào chúng ta cũng nghĩ tưởng, lúc nào chúng ta cũng nhớ nhung, lúc nào chúng ta cũng hồi hộp, lo âu, tính toán đủ thứ điều. Thì tất cả những cái phan duyên đó nó đầy ắp ở nơi tâm của mình. Như vị thiên vương này có khả năng là gì? Bỏ rời tất cả những phan duyên đó. Nếu ai mà công phu đồng hạnh với vị thiên vương này, chúng ta làm được như vị thiên vương này đang làm, chúng ta dứt trừ được tất cả những cái tâm phan duyên của chính mình, là hy vọng mình với ổng nắm tay vô hội Hoa Nghiêm được đó nha. Tại vì ổng cái khả năng này là dễ làm nhất nè. Thì hôm nay là tôi thấy cái vụ này là dễ đó. Thật ra là gán làm cho được, phải không? Chúng ta gán dứt hết những cái tâm phan duyên của mình ngay tại đây đi, để rồi mình với chư thiên này cùng vào hội Hoa Nghiêm được á. Cửa này dễ vào nè, cửa này dễ vào, phải không? Thì đó, mỗi một vị chư thiên là có một cái cách, một cái pháp giải thoát, một cái công phu tu chứng của mình, một cái chỗ đạt được của mình, một cái thấy nhìn của mình. Và tất cả những thấy nhìn đó đều là những cái nhân tố được ở trong hội Hoa Nghiêm. Thì chúng ta cũng phải được một vài cái nha. Có ai nãy giờ dứt trừ được phan duyên chưa? Dứt trừ được phan duyên để dự hội Hoa Nghiêm nha. Mà vào hội Hoa Nghiêm chúng ta còn thấy nhiều điều hay hơn nữa, chứ không phải dứt trừ cái phan duyên không. Những cái cảnh mà được diễn tả từ trước tới giờ là dứt phát chúng ta sẽ thấy được. Nếu như chúng ta dứt trừ được cái phan duyên giống như vị chư thiên này, biến hóa lực quang minh thiên vương được giải thoát môn, diệt trừ tâm si ám của tất cả chúng sanh, cho họ được đầy đủ trí huệ. Ông này năng lực lớn, hy vọng không? Bây giờ chúng ta mở tâm ra cầu cái ông này tới đây giùm. Là biến hóa lực quang minh thiên vương ha, con xin đầu thành đảnh lễ ngài. Bây giờ con cũng muốn diệt trừ cái tâm si ám của con liền ngay tại đây, để con có được trí huệ, xin ngài giúp con. Thì ông này có khả năng đó mà. Ông có khả năng là dứt trừ cái si ám của tất cả chúng sanh và cho họ được đầy đủ trí huệ. Mình muốn có đầy đủ trí huệ không? Rồi ráng cầu cho vị này tới đây dùm ha. Xin ngài xuất hiện. Xin ngài xuất hiện ngay đạo tràng này. À, để dứt trừ tất cả những si ám nơi tâm của con, để mà trí huệ con được khai mở đầy đủ, thấu hiểu chân lý của Phật Đà ngay trong cái khoảnh khắc này. Và chúng ta thấy là cái điều này không thể không có, nhưng cái điều này cũng phải nói ngược lại câu là không thể có xảy ra. Tại sao? Tại vì mình nếu phước đức nhân duyên của mình chưa đủ, cho nên là khó có thể xảy ra với mình. Nhưng khi chúng ta tu tập tốt, chúng ta thấy là cái việc mà dứt trừ si ám là một cái gì đó nằm trong cái tầm công phu của mình. Tức là tất cả những cái lầm lẫn ở nơi tâm thức chúng ta được dứt trừ. Cái thấy biết chúng ta tỏ rạng rõ ràng, không có lúc nào chúng ta lầm lẫn với bất kỳ một cái động niệm nhỏ nào nơi tâm thức chúng ta. Thì như vậy là cái si ám lần lần đã được tiêu và trí huệ lần lần khai mở. Nếu chúng ta thực sự có tu trong cuộc đời này thì rõ ràng là mỗi một ngày tu là mỗi ngày chúng ta phải sáng ra là chúng ta đang dụng công đúng. Tại vì ngày nào tu chúng ta cũng trừ được si ám của chính mình, chỉ trừ là chúng ta không có tu. Cho nên nhìn cái mặt chúng ta mà hôm nay tối hơn ngày hôm qua là biết rõ ràng là chúng ta không có tu.
tu một ngày một đêm là hào quang sáng rực nó hiện ra trên mặt liền. Si ám nó tiêu thì trí huệ khai mở là hào quang phát sáng liền. Cho nên nhiều khi chúng ta đi ngoài đường mà gặp một số thổ địa đứng ra đảnh lễ mình, biết rằng đêm hôm mình tu giỏi rồi đó. Có ai đi gặp thổ địa lễ chưa? Chưa. Chưa thì chưa phải rồi. Chúng ta thấy tu làm sao mà tất cả thổ địa thổ thần rồi gặp bệnh mừng rú lên à, được rồi. Mình mang cái ánh sáng tới để soi sáng cái đất của họ đang gìn giữ lâu nay, là biết rằng mình tu tốt rồi đó. Thật ra tu mà để trừ được si ám ở nơi tâm ngộ lắm nha. Chúng ta phá trừ được một chút cái mê mờ tâm thức của mình đó, thì tâm chúng ta sáng không thì không nói, nhưng mà hào quang nó cũng rực rỡ bên ngoài. Nếu nói về bên ngoài thì rõ ràng là ánh sáng của chúng ta bắt đầu nó trương nở rộng ra, trương nở rộng quanh cái thân chúng ta, ánh sáng trương nở rộng liền à. Và không phải nhìn mắt thường hoặc là máy có thể đo được một cái tầng nào đó thôi, nhưng mà thật sự nó nở lớn lắm. Bây giờ máy nó chụp hình được cái phách của mình, nó trương nở theo cái kiểu sức khỏe của mình thôi. Bị bệnh, bị yếu thì nó nhỏ lại, khỏe thì nó rộng ra. Thì máy có khả năng làm chừng đó thôi. Nhưng mà cái trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát thì khác nhiều lắm. Nhưng không phải là nó quay vòng đâu, mà nó xẹt đủ màu. Nhưng mà tu rồi thì những cái màu mà tím, màu đen là nó không có, màu nâu nó không có, màu xanh cũng không có luôn. Xanh nhất là xanh lục cũng không có. Xanh lục là ma tâm của mình, nó không có. Màu ác tâm là cái màu mà màu nâu đen rồi, nó không có. Không có những cái màu đó. Tu giỏi là chỉ còn cái màu sáng vàng, giỏi hơn nữa là gần như ánh vàng rực luôn. Càng tu tốt chừng nào là cái ánh sáng màu vàng nó càng lộ và nó càng sáng chừng đó, càng rộng chừng đó. Thật ra một người mà có khả năng đó thì rõ ràng là một người có khả năng quá lớn để khai thị, để trừ si ám là những cái vị đã giác ngộ lớn lắm rồi. Một vị Đại Bồ Tát mới có khả năng diệt trừ si ám của chúng sanh, chứ người thường thì không thể làm được. Trang nghiêm chủ thiên vương được giải thoát môn, thị hiện vô biên âm thanh vừa ý. Ông này chỉ là thị hiện cái âm thanh vừa ý cho chúng ta thôi. Như mình vừa ý âm thanh gì? Như nghe nhạc thì muốn nghe cái giọng nào nó hay là vừa ý đúng không? Nghe nói chuyện thì chúng ta cũng phải là nghe cái giọng khả ái gì đó, cái giọng ngọt ngào gì đó chúng ta mới vừa ý. Nhưng khi mọi người tu á, họ nghe một cái âm thanh vừa ý là nghe cái gì? Nếu chúng ta thật tu là chúng ta tìm âm thanh gì vừa ý? Âm thanh gì? Chúng ta phải nghe được những cái lời lẽ nào mà tháo gỡ được cái sự vướng mắc, không? Nghe được những cái lời nào mà mở toang được cái trí tuệ của mình, nghe được những cái lời nào mà tan biến đi cái phiền não của mình, nghe lời nào mà tâm mình thanh tịnh ngay tức khắc, nhập thiền định ngay tức khắc. Đó là những lời mà mình phải vừa ý. Nghe là phải nghe cái loại đó, phải kiếm đó nghe, không đừng nghe cái khác. Cho nên có nhiều khi mình nếu mình hỏi cái ngớ không biết đừng trả lời, nói giờ mình tu mình muốn nghe gì vừa ý, cái ngồi suy nghĩ đủ thứ không. Thì nhìn chưa tìm những âm thanh đó bao giờ mình đâu có trả lời được. Nếu thật sự nơi lòng mình mà thiết tha với Phật đạo, phải không, chúng ta đang tìm cầu đạo lý giác ngộ giải thoát, thì chúng ta cần những cái lý luận, những cái lý lẽ mà tháo gỡ mình để vượt thoát tam giới này, là những lời mà gọi là vừa ý của mình. Những cái lời mà nghịch ý là gì? Những cái lời nói gây cái sự vướng mắc đối với mình, những lời nói mà đem đến cái sự ràng buộc, vướng mắc với nhau, dính mắc với nhau, phiền muộn, khởi phiền não, gây bất an, gây đau khổ vân vân, đó là những lời nói không vừa ý. Ra cái vị thiên vương này không phải là đem những cái lời ngon tiếng ngọt, không? Nếu người này thích nói ngọt, cái lời nói ngọt cho người này nghe gọi là những lời nói, những âm thanh vừa ý, không có, ổng không rảnh làm chuyện đó đâu. Không, vị thiên vương này thừa khả năng để đem lại cái ngôn âm vượt thoát sinh tử cho mình nghe. Và khi chúng ta nhận biết được cái ngôn âm đó rồi, là chúng ta cảm giác mình đã vượt thoát, mình đã rũ sạch tất cả những phàm trần, mình nhẹ nhàng hơn trước kia, mình thanh thản hơn trước kia, mình thanh tịnh hơn trước kia, mình nhẹ nghiệp hơn trước kia.
mình dễ nhập định hơn trước kia, mình mở huệ hơn trước kia, để mình hiểu nhiều điều sâu màu trong Phật đạo hơn trước kia, vân vân. Tức là âm thanh đó gọi là âm thanh vừa ý. Thì vị chư thiên này làm chuyện đó, thấy chưa? Khi mình xuất hiện ở đâu mang tới cho chúng ta tất cả những cái ngôn âm này, dù là ngủ hay là thức, có những cái gọi là khai thị với chúng ta bằng những cái loại âm thanh mà nó không có giống như cái ngôn ngữ người phàm, nhưng mà có khi chúng ta cũng giật mình thức tỉnh. Thì đó là năng lực của vị chư thiên này, đem những cái ngôn ngữ vừa ý đến cho mình. Nếu mà chúng ta là cái người thật tu, không, lúc nào chúng ta cũng chờ đợi một cái sự khai thị nào đó. Giống như ngày Hương Nghiêm hồi xưa đang cuốc đất, có cục đá văng cái cốp vô cái bụi tre, cái ngộ đạo. Chứ không phải là lời khai thị của ai hết, chỉ nghe tiếng đá dội ngộ thôi. Thì gọi là ngôn âm vừa ý, đó là ngôn âm vừa ý. Nghe cái mở tâm, mở tuệ, mở trí liền vượt thoát lầm mê sinh tử muôn vạn kiếp của mình liền. Thì ngôn âm đó là âm thanh vừa ý với mình đó. Mình cần loại âm thanh này. Nghe âm thanh nào mà rột rửa tâm hồn của chúng ta là người cấu bẩn, là người giếng mắt, là người phiền não. Bây giờ nghe những cái tiếng nói đó, tự nhiên cái mình nhẹ đi cái phiền não, không? Mình bớt đi cái sự vướng mắc, mình thanh tịnh tâm mình lên, mình an lạc hơn, mình sống nhàn hạ hơn trước kia. Đó là ngôn âm mà của người tu cần phải tìm. Chứ chúng ta tìm gì? Nếu mà ngoài những điều này chúng ta tìm, là chúng ta tìm điều bất như ý cho cuộc đời của mình. Một người tu tập phải tìm điều như ý. Như ý là đó, nãy giờ mình nói đó. Chúng ta phải thấy làm sao những cái điều mà chúng ta thấy là phải thanh tịnh thật sự thân tâm của mình, để mình thấy. Cần tìm những cái cảnh mà chúng ta vừa thấy là chúng ta cảm nhận được cái sự thanh tịnh từ cái chỗ đó. Thấy được cái cảnh thanh tịnh để chúng ta tương ưng với cảnh giới đó, chúng ta hòa nhập trong cảnh giới đó để chúng ta được thanh tịnh thân tâm mình. Thì đó là chỗ mình tìm, gọi là âm thanh vừa ý. Thì vị thương vương này có khả năng đó. Nếu mình muốn thì giờ ông đem tới cho mình, muốn không? Mời ông đem tới. Mời vị thiên vương đem tới những âm thanh vừa ý của mình. Mình lắng tâm thật sự, lắng động tâm tư thật sự, để mình nhận lấy cái âm thanh đó, là tự nhiên nó dứt sạch tất cả những phiền não khổ đau, tâm mình tự nhiên an lạc thanh tịnh liền ngay tại đây. Là chúng ta đã được cái vị thiên vương này đem âm thanh vừa ý tới cho mình rồi đó. Muốn không? Muốn mời nha. Viết thơ mời. Đó, chúng ta phải thấy như vậy. Rồi có đôi lúc á, nhiều khi cái người tu mình bất chợt hỏi mình muốn cái gì, cái mình không biết đường trả lời thiệt rồi nha. Nói giống như nãy mới đọc tới đây mình hỏi, bây giờ mà người tu muốn có âm thanh vừa ý là cái gì, tôi biết chắc là mọi người suy nghĩ suy nghĩ đủ thứ, muốn nghe âm thanh gì đó. Chứ thực sự nếu mà sâu trong lòng chúng ta mong muốn điều này á, thì khỏi cần suy nghĩ mình cũng sẽ trả lời liền là mình rất cần những cái âm thanh để tẩy rửa cho sạch tất cả những trần cấu vô minh của mình ngay tại đây liền. Không, để mình được thanh tịnh giải thoát ngay tại đây, mình được giác ngộ, mình được khai mở trí huệ ngay tại đây liền. Đó là cái điều mình muốn chứ. À, muốn vậy phải nói thật tâm để cho người ta biết, cho mấy ông chư thiên mấy ông biết là mình đang muốn. Không biết đây có mấy người muốn hết đâu. Chúng ta tất cả chúng ta đều muốn cái loại âm thanh nào không? Không muốn thì không phải là cái người đang tu. Không, nếu chúng ta thực sự đang tu là đó là những điều chúng ta rất muốn. Rất muốn những âm thanh, những ngôn ngữ vừa ý vừa lòng đó. Tới chừng đó mình mới vừa ý. Tức là nghe, phải ví dụ như mình nghe thuyết pháp đi ha. Nghe cái bài pháp nào mà mình vừa ý, những cái bài nào mà có khả năng để cứu thoát chúng ta, dẫn dắt chúng ta tu hành đúng cái chánh pháp, khai mở trí tuệ để chúng ta có đầy đủ chánh kiến Phật đạo, để chúng ta thấu hiểu được chân lý, thì đó là những cái bài pháp mình vừa ý. Đúng không? Những âm thanh đó, những âm thanh mình tìm, cứ nghe cười ngặt nghẽo rồi buông ra hỏi, ủa hay không con? Hay lắm thầy ơi, thầy giảng hay lắm. Nhưng mà ủa hay là hay cái gì nữa, con cũng không biết cái gì nữa. Nhưng mà nghe giảng hay lắm, vui lắm, nghe giảng cười vui lắm. Ví dụ vậy mà chúng ta không có khai mở được cái gì, chúng ta không có tiến triển được tâm linh của mình, không có nhẹ nghiệp, không có vơi đi phiền não, không có rơi rụng những cái chấp trước của mình, thì đó không phải là âm thanh dự ý. Chúng ta nên biết như vậy. Nghe chúng ta cảm giác thích thú và bị đấm nhiễm thì âm thanh nó không phải âm thanh vừa ý. Mặc dầu nghe rất là ngọt ngào, rất là im tai, đúng không? Nhưng mà những lời dụ ngọt nó để cho mình chết, mình không có đường để mình thoát ra, mình bị vướng mắc trong đó, thì âm thanh nó không phải âm thanh vừa ý. Đừng có ái ngữ kiểu đó, rất là nguy hiểm, đúng không?
Những âm thanh đó gọi là những cái ái ngữ mà tạo nghiệp. Còn những cái ái ngữ của các vị Bồ Tát, các vị Phật là những lời giới đầy cái từ tâm nha. Chúng ta phải hiểu cái hồi mà chúng tôi nói tứ giới pháp, chúng ta có nói tới điều này. Ái ngữ có nhiều lúc chúng ta hiểu không đúng. Ái ngữ là những cái lời ngọt ngào, khi mà nghe qua tai chúng ta có cảm giác im dịu, dễ chịu, nhẹ nhàng, thoải mái, không? Và có thể xoa dịu được những phiền não của mình. Nhưng mà nói xuất phát từ cái gì để có thể sanh cái lời ái ngữ thì chúng ta phải hiểu rằng phải xuất phát từ tâm từ, từ lòng từ bi. Vì tất cả những lời nói mà xuất phát từ lòng từ bi thì phải cứu khổ và ban vui được cho chúng sanh, thì lời nói đó nó mới được xem là ái ngữ, mang lại cái hạnh phúc chân thật cho chúng sanh. Hạnh phúc đó không có nghĩa là cái hạnh phúc của trần gian này mà khai mở trí tuệ để người đó hoàn toàn vượt thoát khổ đau, vượt thoát phiền não, thì đó mới là lời ái ngữ. Thì những âm thanh mà chúng ta cần tìm là những loại âm thanh này. Mà âm thanh này là có khắp ở trong không gian này, tại mình không có chịu mở ra để mình nghe. Bây giờ rà bắt đâu vòng vòng bên tai bên mắt mình á, nếu đưa tay lên dặn bắt cái đài đó để mình nghe. Chừng nào chúng ta nghe một tiếng động, nghe âm thanh mà tâm mình thật sự thanh tịnh, lắng động rồi, phiền não đang bừng bừng xảy ra, chúng ta đang buồn, rất là buồn, nhưng mà tự nhiên nghe âm thanh này cái tan biến đâu mất tiêu, tự nhiên mình thanh thoát, mình nhẹ nhàng liền. Mình lâu nay mù mịt tâm tối, vừa nghe một cái câu nói đó, một cái bài pháp, một lời nói gì đó, cái tự nhiên mình mở sáng con mắt huệ mình ra để mà có đời sống an lạc thanh tịnh từ đây tới cuối đời, mình không còn phiền não nữa. Đó là những âm thanh mình cần. Thật ra là cố gắng tìm cho được những cái loại âm thanh đó để mà nghe. Chứ nếu không chúng ta bị mất thời gian khi mà chúng ta nghe. Chúng ta nghe quá nhiều điều mà nghe rồi tối về phải ngồi thiền gần chết, tẩy ra không nổi. Không phải một đêm đâu mà cả tuần. Mà nhiều khi nghe lời nói cả đời mình tẩy không ra khỏi tâm của mình, đừng nói là một tuần. Thì vậy là những âm thanh đó xem như là những âm thanh không dự ý. Chúng ta phải biết, phải lọc ra những âm thanh không dự ý, đừng cho nó rớt vô tâm, rớt vô tai của mình, để mình nghe thuần là những cái âm thanh dự ý thôi. Nghe tới đâu nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc, tới đó là âm thanh dự ý. Nên cố gắng chúng ta phải tìm được âm thanh này. Mình mời cái vị Trang Nghiêm Chủ Thiên Vương này tới để sao, để ban cho mình loại âm thanh đó mình đang cần. Bây giờ mình nói thì nói chứ giờ tâm chúng ta cũng đầy phiền não ở trong, cười cười với cười méo méo một bên chứ chưa cười tròn gán mà cười, vui thì vui phân nửa thôi, để dành phiền não trữ phân nửa ở trong đó. Thật ra chúng ta gán làm sao tìm cho được cái loại ngôn ngữ âm thanh gì đủ tầm đủ sức để có thể tẩy trừ tất cả những phiền não, tất cả những nghiệp tập khổ đau muôn vạn kiếp của mình. Đó, chúng ta phải gắng tìm được âm thanh này. Niệm Quang Thiên Vương được giải thoát môn, rõ biết vô tận tướng phước đức của tất cả chư Phật. Ông này quá rồi. Ông này mới có khả năng là ông biết rõ được vô tận cái tướng phước đức của chư Phật. Ví dụ nha, ví dụ một trong những tướng của Đức Phật trên cái tượng của mình, cái tướng lông trắng giữa chặn mày thôi được xem như là một trong những cái tướng phước đức của Đức Phật. Nếu mà cái tướng lông trắng giữa chặn mày đó mà kéo ra một cái là dài bao nhiêu? Dài khắp tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là phanh phanh bảy vòng kéo ra mới có mấy tấc này, không phải vậy. Đó là một trong những tướng phước đức đó. Mà tướng phước đức đó là thể hiện cái gì? Cái tướng này là một trong những cái tướng trí tuệ vượt thoát cái lầm mê sinh tử, vượt thoát hai bên. Cái người mà sanh ra mà có tướng lông trắng giữa chân mày đã lộ cái tướng giải thoát đó ra rồi. Cái tướng trí huệ không dính mắc hai bên, không dính bên phải bên trái, bên đúng bên sai, bên hay bên dở, bên thương bên ghét, tất cả những hai bên đều được tiêu mất rồi, thì người đó mới mọc được cái tướng lông trắng giữa chân mày này. Mà không phải một đời mà muôn vạn kiếp. Cho nên nó là khi mà cái đời cuối để mà hiện thân thành Phật là tướng đó phải có. Và nhất là trong bản kinh mà tạc tượng công đức á, thì Đức Phật cũng nói tới cái tướng lông trắng giữa chặng mày này.
Nếu mà tạc tượng thiếu cái tướng đó thì cái công đức chúng ta không có, mà chúng ta còn bị mất những cái phước lành khi hướng về cái tướng của Đức Phật. Cho nên khi mà tạc tượng, trong cái quyển tạc tượng công đức nói là hai cái tướng, một là tướng lông trắng giữa chân mày, hai là cái tướng dòng xoắn ốc ở tóc đó. Mà tạc phải thể hiện được hai tướng đó thì mới đủ cái phước báo thể hiện được cái tướng đức tướng của Đức Phật. Đó một cái tướng thứ hai là cái tướng lưỡi rộng dài thì chắc chắn là chúng ta không có thấy. Chúng ta đọc trong lịch sử của Đức Phật đó, mình thấy là có những cái vị ngoại đạo thì tới gặp Đức Phật, nó ta không có tin Cù Đàm là cái người chứng quả A-la-hán, hồi xưa dùng chứng quả A-la-hán thôi. Tức là ta không tin Cù Đàm là thánh. Nếu ông không có cái tướng lưỡi rộng dài, ta không tin ông. Bây giờ ông phải lộ tướng ra đi. Thì Đức Phật le lưỡi liếm một cái, đụng chân tóc liền, quỳ xuống lại ngay tại chỗ. Không có nói câu nào được đó. Đó là cái tướng phước đức mà trải qua hằng hà xa số kiếp về trước là chưa hề có nửa lời nói gian dối. Tức là tướng mà chân thật đã trải qua hằng hà xa số kiếp, không phải nói gian dối kiểu thế gian là nói gạt người thế gian. Có nghĩa là đã trải qua hằng hà xa số kiếp, tất cả những lời nói đều lộ ra chân tướng giác ngộ giải thoát cho chúng sanh nghe mới được cái này nha. Chứ tôi thấy cũng gặp nhiều người cũng nói thật trong cái cõi mình, nhưng mà lưỡi cũng không có dài lắm đâu. Tức là không quen nói dối nhưng mà lưỡi không dài. Thì cái dối đó là cái dối của thế gian, nói thật theo kiểu thật của thế gian. Nhưng mà cái thật của Đức Phật đây là thể hiện cái sự chân thật của chân lý. Vì đã giác ngộ giải thoát, người đã ngộ nhập chân lý rồi, đời nào những ngôn ngữ người đó nói ra cũng lộ bài chân lý giác ngộ giải thoát cho chúng sanh nghe. Gọi là lời nói chân thật, chân thật ngữ là như vậy. Thì đó là cái phước tướng mà đã từng trải qua nhiều kiếp đi khắp pháp giới mười phương thuyết pháp độ sanh, đã nói ra những cái lời chân lý để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát cho chúng sanh, khai thị chúng sanh được giác ngộ giải thoát, thì mới có được cái tướng này. Và sanh ra có được tướng đó là chắc chắn đời đó thành Phật, không bao giờ sai chạy. Nhớ hai tướng mà chúng ta đã thấy. Thành ra cũng vị chư thiên này có một cái điều rất là lạ là ổng thấy được vô lượng cái tướng phước đức của Đức Phật, của chư Phật chứ không phải là một Đức Phật. Thì ông này rõ ràng là một trí tuệ quá siêu à, gọi là quá siêu, ở một cái tầng cao trí tuệ cho nên mới hiểu nổi những cái đức tướng hiện ra nơi thân tướng của một Đức Phật hiện ở cõi nào đó. Ví dụ như cõi mình nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chứ cõi khác là khác. Cõi khác sẽ lộ một tướng khác. Nhưng mà cái tướng tận cùng vẫn là cái tướng gì? Cái tướng hào quang. Hào quang sáng khắp mười phương. Còn những cái hiện tướng mà theo cái thân của chúng sanh, tùy cái nghiệp của chúng sanh ở các cõi mà chư Phật hiện thân tới đó để thành Phật á. Ví dụ như bây giờ ở cái cõi nước mười phương cũng vang danh là cái danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nghe chưa? Giống như mình đây mà nghe cái danh của ông tổng thống của cái nước nào đó vậy á, thì chư Phật mười phương cũng biết rằng cái cõi của mình, trong cái lịch sử của loài người của mình, có một cái đời nào đó có một Đức Phật ra đời và thành Phật cái hiệu đó. Nhưng mà thật sự cái hiệu đó là cái hiệu dành cho cái cõi của mình thôi. Chứ còn Phật thì ở những cái cõi khác không phải là cái hiệu đó. Thì cái hiệu khác, phải không? Thì tới một cái cõi khác họ sẽ sử dụng một cái loại ngôn âm khác để truyền với nhau, để trao đổi thông tin với nhau và đến với nhau bằng cái khả năng thấy biết đó rõ ràng. Thế vậy là cái ông Thiên Vương này, tức là Niệm Quang Thiên Vương được giải thoát và thấy rõ vô tận phước đức, thì rõ ràng là cái người này, cái phước đức và trí huệ của họ ghê gớm lắm, lớn lao đến mức độ mà hiểu biết được cái tướng phước Đức Phật. Là người này cái tướng phước của họ, cái phước đức của họ lớn lắm chứ không có vừa, mà họ thấy hiểu được đâu. Nói gì thì nói, chúng ta giải thích cái tướng lông trắng giữa chân mày, chúng ta chỉ nói mấy câu đó làm sao hết được. Nội cái tướng lông trắng giữa chân mày thôi, mình có thể giải thích với nhau tới hằng hà xa số kiếp chưa hết được. Đó nội cái tướng mà cái đảnh môn của Đức Phật. Ngày hôm trước mình nói rồi đó, Ngài Mục Kiền Liên có cái gọi là chút hiếu kỳ, muốn thấy
cái cao, cái đảnh môn Đức Phật cao tới đâu thôi, mà sử dụng thần thông với mình mà cứ bay 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 riết lạc qua một thế giới khác à. Không có biết đường về cõi mình. Nếu mà không có lực của Đức Phật, là cái Đức Phật tịch cách đây 2500 năm, tới giờ này ngày một tiền liên không biết trở về tới Ấn Độ chưa. Rồi bay lạc tới cái mức độ đó đó. Mấy ngàn năm của ánh sáng chứ không phải là mấy ngàn năm của nhân loại của mình. Lạc trong một thế giới kinh hồn như vậy. Như vậy là nếu mà tính mấy ngàn năm ánh sáng là mấy tỷ 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 năm gì của cõi mình đó, thì như vậy là mình sẽ sanh tử mấy tỷ kiếp nữa, ngày một tiền liên mới bay trở về đây. Mới bay trở về đây. Giờ không kịp để chứng kiến Đức Phật nhập Niết Bàn đảnh lễ lần sau cùng. Cho nên ngày một tiền liên nói ta thấy đảnh tướng thôi là đã là như vậy rồi. Mà cái ông chư thiên này lại là một người ghê gớm để có thể thấy được tất cả những cái tướng vô lượng, cái tướng phước đức của Đức Phật. Chứ không phải là 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nữa. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Trong cõi người chúng ta thì chỉ có cái chừng là 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thôi. Nhưng mà nhìn để mà hiểu được vô lượng tướng phước đức Đức Phật hiện thân trong tất cả cái cõi nước, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái đầu của con người chúng ta chưa đủ sức để hiểu. Tối thượng văn âm thiên vương được giải thoát môn, biết khắp thứ lớp thành hoại của tất cả kiếp quá khứ. Ông này là thuộc cái dạng giống như là cái gì? Ở trong đạo Phật gọi là chứng được cái túc mạng minh nữa. Nhưng mà ở đây không phải là thấy con người, mà ông thấy được là cái kiếp, cái thành quả của tất cả các kiếp quá khứ. Ví dụ như cái nếu mà nhìn về vô lượng kiếp về trước của mình, thì lúc đó cái quả địa cầu mình chưa có, thì vị thiên vương này thấy được. Tức là nhìn xuống cái cõi của mình, vô lượng kiếp quá khứ là chưa hình thành cái hành tinh này, thì các ổng cũng có thấy luôn là trước khi mình tới hành tinh này mình ở đâu. Giống như một người mà quản lý cái hộ tịch của nước mình vậy ha. Thì có người xin nhập cư vô nước Việt Nam, thì cái ông quản lý hộ tịch đó biết rất là rõ là ông phải tới đây, ông phải trình lý lịch ông ra là ông nước nào ông tới, thì biết rõ như vậy. Thì chư thiên cõi trời biết rất rõ những cái chuyện mà mình ở từ cõi nào tới hành tinh này. Không biết trên xuống ở dưới lên hay đi nghiểu ngang dọc gì đó không biết, nhưng mà ông chư thiên này thấy. Mà không phải một kiếp mà vô lượng kiếp quá khứ về trước, những cái thành, những cái hoại của chúng sanh, những cái đi lớn của chúng sanh và cái thành hoại của tất cả các cõi nước của mười phương này ông thấy hết. Thành ra những cái hệ mặt trời của mình, những cái dải hành tinh, những hành tinh, những dải ngân hà từ bây giờ chúng ta đã từng thấy, cũng như là vô lượng kiếp thành hoại của tất cả các cõi nước ở khắp pháp giới mười phương là ông này thấy được luôn. Thì rõ ràng là tuổi thọ của ông không thể tính lường được. Và trí tuệ này thuộc về cái dạng mà cũng thuộc Đại Bồ Tát. Chứ còn nếu mà chư thiên thường thì không có đủ cái sức này đâu. Cả như mình mà mình tu, mình thấy chỉ cần 8 muôn 4.000 kiếp thôi á, là đã quá rồi. Các vị Đại Bồ Tát mới thấy được. Còn các vị La Hán đệ tử Đức Phật thì thấy 8 muôn 4.000 kiếp trở lại thôi. Ông này thấy vô lượng kiếp về trước. Thì khả năng của ông là phải cỡ các vị Đại Bồ Tát, chứ không phải là các vị thánh thường. Nhưng mà hiện thân ở một cái cõi được gọi là chư thiên này, chư thiên kia, chư thiên nội, thật sự là các chỗ của các ngài được gọi là trời thôi. Chứ còn thánh vị của các vị, nếu mà nói theo cái kiểu đạo Phật, là các vị Đại Bồ Tát lớn, các vị Bồ Tát lớn mới có đủ cái tầm trí tuệ này để thấy biết những cái chuyện như vậy. Chắc bữa nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Bây giờ này chúng ta hồi hướng, chúng ta nghỉ, rồi cái sắp xếp đạo tràng để chúng ta bắt đầu quay lại. Khoảng vài chục phút sau chúng ta quay lại, chúng ta ngồi thiền. Thì sau chúng ta sẽ tiếp tục học. Nói vậy chắp tay hồi hướng. Nhưng sanh vô biên thề nguyện độ Bye.
Hoa rộ nở
âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Nếu ai biết